cái điều mà dạ, người sử dụng thông tin người ta quan tâm. Và dựa vào cái điều đấy thì dạ, báo cáo lưu chuyển tệ nó sẽ sắp xếp lại dạ, thông tin trên báo cáo thu chi theo dạ, theo ba luồng tiền, theo ba luồng tiền. Đấy là luồng tiền từ hoạt động kinh doanh, luồng tiền từ hoạt động đầu tư và luồng tiền từ hoạt động tài chính. Đó là nó sắp xếp lại các khoản thu chi trên báo cáo thu chi ấy, theo ba luồng tiền này. Và nhìn vào cái dạ, báo cáo lưu chuyển tệ thì chúng ta sẽ dạ, thấy rằng dạ, cái thông tin nó gì ạ? Rõ ràng và logic hơn, đúng không? Nhìn vào đây chúng ta sẽ biết rằng là à, đây, luồng tiền chính của hoạt động kinh doanh chính là hoạt động chính của doanh nghiệp ấy, thì mức độ tạo tiền như thế nào, hoạt động đầu tư thể hiện được rằng cái nhu cầu mở rộng kinh doanh của doanh nghiệp ra sao, đúng không? À, hay là hoạt động tài chính nó thì cái nguồn tài trợ bên ngoài như thế nào, đúng không? Đấy. Như vậy các bạn sẽ thấy là rõ ràng chúng ta không thể dùng báo cáo thu chi để thay báo cáo lưu chuyển tệ được, vì các thông tin sắp xếp chưa khoa học, khá là rối, đúng không? Khá là rối. Đấy, chính vậy chúng ta phải sắp xếp lại theo các hoạt động, các hoạt động để cung cấp ra bên ngoài, giúp người đọc dễ hiểu hơn, đúng không? À, dễ dàng đưa ra những dự đoán của mình nhằm dự đoán để nhằm đưa ra các quyết định đúng đắn, đúng không? Quyết định đầu tư, quyết định cho vay. Bây giờ chúng ta sẽ đi cùng nhau tìm hiểu cụ thể chi tiết từng cái khái niệm như thế nào là hoạt động kinh doanh, như thế nào là hoạt động đầu tư và như thế nào là hoạt động tài chính. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu lại một chút về khái niệm tiền và tương đương tiền. Khái niệm này thì cũng có được nhắc qua ở trong môn kế toán tài chính một, đúng không ạ? Chương kế toán tiền, khoản phải thu, đúng không ạ? Và các tài sản ngắn hạn khác. Vậy bạn nào có thể nhắc lại cho cô vậy thế nào là tiền và thế nào là tương đương tiền không? Thế nào là tiền và thế nào là tương đương tiền? Nào là tiền và thế nào là tương đương tiền ạ? Tiền nó có thể là tiền tiền mặt, tiền gửi ngân hàng hay tiền đang chuyển, đúng không ạ? Thế còn thế nào là tương đương tiền ạ? Tương đương tiền có nghĩa là chắc chắn nó không phải là tiền, nhưng mà nó sẽ còn là cái gì đó giống như tiền, đúng không? Vậy cụ thể nó là cái gì ạ? Vậy nó chính là các khoản đầu tư ngắn hạn ạ. Các bạn lưu ý, nó chính là các khoản đầu tư ngắn hạn. Vậy ngắn đến mức độ nào thì được coi là tương đương tiền ạ? Thì các bạn chú ý, đấy là những khoản đầu tư mà có thời hạn bé hơn bằng 3 tháng kể từ ngày mua. Các bạn ý, nó là những khoản đầu tư ngắn hạn, đó là những khoản đầu tư mà có thời hạn thu hồi bé bằng 3 tháng kể từ ngày mua, kể từ ngày mua. Và đặc điểm thứ hai là nó có tính thanh khoản cao, tính thanh khoản cao. Vậy tính thanh khoản cao này thể hiện ở đâu ạ? Thể hiện ở cái việc là gì ạ? Nó dễ dàng chuyển đổi thành tiền, và luôn luôn có thị trường hoạt động dự phòng cho nó, đúng không? Khi nào anh cần tiền anh có thể bán và thu hồi được. Đấy. À, và cái thị trường này có khi anh bán thu hồi được thì nó vì cái thời hạn của nó bé bằng 3 tháng nên cái sự thay đổi của giá thị trường nó không ảnh hưởng gì, đúng không ạ? Đấy là cái lãi suất ở thị trường nó thay đổi nó không ảnh hưởng gì đến giá trị của khoản đầu tư. Đấy, thì người ta gọi đây là tương đương tiền. Như vậy các bạn nhớ cho cô, tương đương tiền là khoản đầu tư tài chính bé bằng 3 tháng kể từ ngày mua và nó có tính thanh khoản cao, có nghĩa là nó dễ dàng chuyển đổi thành tiền, dễ dàng chuyển đổi thành tiền. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu tiếp các khái niệm. Vậy như thế nào là hoạt động kinh doanh, như thế nào là hoạt động đầu tư và như thế nào là hoạt động tài chính, đúng không? Vậy thế nào là hoạt động kinh doanh ạ? Thì các bạn nhớ đây, trong các bạn đọc trong thông tư 200 hoặc là trong chuẩn mực VS số 24 ấy, thì người ta nói rằng hoạt động kinh doanh là hoạt động tạo ra doanh thu chủ yếu của doanh nghiệp. Như vậy nó là hoạt động gì ạ? Hoạt động chính của doanh nghiệp, đúng không ạ? Nhưng nó lại và các hoạt động khác. À, và các hoạt động khác. Nhưng cái hoạt động này nó không phải là hoạt động đầu tư và cũng không phải là hoạt động tài chính, đúng không ạ? Vậy cụ thể các hoạt động khác này là hoạt động nào? Thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu vậy như thế nào là hoạt động đầu tư và như thế nào là hoạt động tài chính. Hoạt động đầu tư là những hoạt động gì ạ? Đấy là những hoạt động mua sắm, xây dựng, thanh lý, nhượng bán các tài sản dài hạn, các tài sản dài hạn và các khoản đầu tư khác không thuộc các khoản tương đương tiền. Đấy. Như vậy hoạt động đầu tư là hoạt động như vậy nó có hai ạ, hoạt động đầu tư nó có hai, đúng không? Đấy là đầu tư các tài sản dài hạn bên trong doanh nghiệp. Hoạt động đầu tư các tài sản dài hạn bên trong doanh nghiệp đấy chính là những hoạt động mua sắm, xây dựng, thanh lý các tài sản dài hạn.
đúng không ạ? Nó là tăng giảm của tài sản dài hạn, đấy là hoạt động bên trong doanh nghiệp. Và hoạt động bên ngoài doanh nghiệp đấy là các khoản đầu tư tài chính, đúng không? Và tất nhiên các khoản đầu tư tài chính này nó phải có thời hạn là lớn hơn 3 tháng kể từ ngày mua, đúng không? Và tính thì người ta mới gọi là đầu tư tài chính, còn nếu mà nó là tương đương tiền thì nó lại xếp vào phần tiền là đầu, tiền là tương đương tiền đầu kỳ rồi, đúng không? Như vậy các bạn nhớ này, hoạt động đầu tư gồm có hai mảng, đấy là đầu tư các tài sản dài hạn bên trong doanh nghiệp thông qua các hoạt động mua sắm xây dựng hoặc là thanh lý nhượng bán các tài sản dài hạn. Và hoạt động thứ hai chính là hoạt động đầu tư ra bên ngoài doanh nghiệp, coi chúng ta đem tài sản, đem tiền ra đầu tư bên ngoài, ví dụ chúng ta mua cổ phiếu của doanh nghiệp khác hay chúng ta cho doanh nghiệp khác đi vay đấy. Và những khoản đấy người ta gọi là các khoản đầu tư tài chính, đầu tư tài chính. Còn thế nào là hoạt động tài chính ạ? Hoạt động tài chính là cái hoạt động mà gì ạ? Nó các bạn thấy là hoạt động tạo ra các thay đổi về quy mô và kết cấu của vốn chủ và vốn vay. Đấy. Như vậy nó sẽ liên quan đến vốn chủ và vốn vay. Đấy, vốn vay. Các bạn nhớ là vốn vay chứ không phải là nợ nhé. Không đúng là phân biệt vay với nợ. Thì vay cũng là nó sẽ có lãi ở đây. Còn nợ thì chúng ta sẽ không tính lãi. Đấy chứ? Như vậy đối với việc thanh toán những khoản nợ phải trả thì nó lại xếp vào hoạt động kinh doanh chứ không phải là hoạt động tài chính. Đúng không ạ? Và các bạn đừng đừng nhầm cái từ tài chính ở đây cũng là hoạt động tạo ra doanh thu tài chính và hoạt động tạo ra chi phí tài chính nhé. Cái điều đấy là sai. Để các bạn ghi nốt vào cho cô. Hoạt động tài chính không phải là hoạt động tạo ra doanh thu tài chính hay chi phí tài chính, mà hoạt động tài chính là hoạt động tài trợ. Tài trợ. Và như vậy thì các bạn cũng đã thấy rằng dạng vốn của doanh nghiệp sẽ được tài trợ bằng vốn chủ hoặc là đi vay, hoặc là đi vay, đúng không? Như vậy những cái hoạt động nào nó ảnh hưởng đến vốn chủ hoặc là vốn vay thì chúng ta sẽ xếp nó vào hoạt động tài chính, đúng không? Các bạn có thể lấy một ví dụ liên quan đến hoạt động tài chính này không ạ? Các bạn có thể lấy một ví dụ liên quan đến hoạt động tài chính này không? Bạn nào có thể lấy cho cô một ví dụ liên quan hoạt động tài chính này? Cô như là gì ạ? Rồi, cô thấy có. Cô mời Thanh Vân nào. Em thưa cô là hoạt động tài chính thì có thể là việc nhận vốn góp chủ sở hữu ạ. Hoặc Đúng là việc thu tiền từ phát hành cổ phiếu ạ. rồi, chính xác. Để phát hành trái phiếu thu được tiền thì có được xếp vào hoạt động tài chính không? Đúng rồi. Thì nó cũng là chúng ta học ở kiến một rồi đúng không ạ? Chúng ta phát hành trái phiếu chính là chúng ta đi vay đúng không ạ? Mà ảnh hưởng đến vốn vay. Chính xác. Như vậy thì cái cách mà sắp xếp các luồng tiền trên báo cáo lưu chuyển tệ thì thông thường người ta sẽ sắp xếp theo phương pháp loại trừ. Và khi một giao dịch phát sinh bằng tiền xảy ra thì người ta xem giao dịch này có liên quan đến vốn chủ và vốn vay hay không. Nếu có thì người ta sẽ xếp nó vào hoạt động tài chính. Còn nếu nó không không phải, nó không liên quan gì đến vốn chủ và vốn vay thì chúng ta phải xem tiếp là gì ạ? Nó có liên quan đến các khoản đầu tư không? Tức là nó có liên quan đến các tài sản dài hạn bên trong doanh nghiệp hay các khoản đầu tư tài chính hay không? Nếu nó có liên quan thì chúng ta sẽ xếp nó vào hoạt động đầu tư. Còn nếu nó không liên quan thì chúng ta sẽ xếp nó tất vào hoạt động kinh doanh. Đúng ạ? Vì hoạt động kinh doanh là hoạt động tạo ra doanh thu chủ yếu và các hoạt động khác. Đúng ạ? Hoạt động khác. Ừ. Thì thông thường người ta sẽ sắp xếp theo phương pháp loại trừ như vậy. Đúng vậy. Đấy. Đây, các bạn sẽ thấy ví dụ liên quan đến hoạt động kinh doanh này. Ví dụ hoạt động kinh doanh thì tiền vào là từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đúng không ạ? Tiền ra để chúng ta có thể để chi trả gì ạ? Cho tiền, ví dụ chúng ta mua nguyên vật liệu thì chúng ta phải chi tiền để trả gì ạ? Tiền hàng cho nhà cung cấp đúng không ạ? Hệ tiền chi ra đấy là tiền gì ạ? Tiền trả trả cho nhà cung cấp về hàng hóa và dịch vụ, hay là tiền trả lương cho nhân viên, trả lãi vay và nộp thuế cho chính phủ, nộp thuế cho chính phủ. Đấy. Thì đây là những luồng tiền ra từ hoạt động kinh doanh. Đấy. Tiếp theo đối với ạ. Và nói ở trong phần này thì nói đến phần vốn vay thì cô sẽ lưu ý một chút cho các bạn vốn vay. Đó, vốn vay. Thì các bạn sẽ thấy vay này. Thì chúng ta sẽ có hai giác độ đúng không ạ? Một là chúng ta làm sao ạ? Một là gì? Chúng ta đi đi vay. Đi vay thì chúng ta sẽ phải trả gì ạ? Trả gốc và lãi. Thì theo các bạn cái tiền mà chúng ta chi ra để trả gốc ấy, tiền chi ra để trả gốc vay thì mình sẽ được xếp vào hoạt động nào ạ? Hoạt động nào?
Hoạt động nào? Đi vay thông thường các bạn liên tưởng đến hoạt động nào? Đi vay thì mình đúng rồi, đó là hoạt động tài chính đúng không ạ? Hoạt động tài chính đúng không ạ? Thế còn vậy cái tiền trả lãi vay, tiền trả lãi vay thì có xếp vào hoạt động tài chính hay không? Thì các bạn lưu ý nhá. Theo chuẩn mực kế toán quốc tế thì người ta cho phép doanh nghiệp được lựa chọn là được xếp vào hoạt động kinh doanh hay hoạt động tài chính. Nhưng ở Việt Nam nhá, theo VAS này, ở Việt Nam nhá, thì tiền trả lãi vay sẽ được xếp vào hoạt động kinh doanh. Các bạn nhớ nhá, được xếp vào hoạt động kinh doanh. Vì theo Bộ Tài chính thì người ta nói rằng hoạt động trả lãi vay là hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp. Bất kỳ doanh nghiệp nào cũng có cái hoạt động này và nó ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Nên thì quyết định sẽ xếp nó vào nhà, hoạt động kinh doanh. Như vậy các bạn nhớ nhé, lãi vay sẽ xếp vào hoạt động kinh doanh, còn tiền trả gốc vay thì lại xếp vào hoạt động tài chính. Đúng không? Đấy. Thế tiếp theo là gì ạ? Cho vay. Cho vay có hai dạng đó, mình đi vay hoặc là mình cho vay. Vậy theo các bạn thì cho vay thì cái lãi và gốc sẽ được xếp vào hoạt động nào ạ? Để xếp vào hoạt động nào? Xếp vào hoạt động nào? Các bạn xếp vào hoạt động nào các bạn? Đầu tư ạ. Đúng rồi, chính xác, hoạt động đầu tư. Đúng rồi. Đấy. Thì đấy là phần vay, các bạn lưu ý cho cô. Được. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu đây hoạt động đầu tư này. Các bạn sẽ thấy hoạt động đầu tư ví dụ như tiền vào từ việc gì ạ? Bán, nó từ các hoạt động thanh lý đấy. Thanh lý tài sản dài hạn hoặc là thanh lý các khoản đầu tư, đúng không ạ? Hay nhận cổ tức là lãi cho vay. Còn tiền chi ra là chi ra mua sắm tài sản cố định này, mua sắm các khoản đầu tư này, đúng không? Mua các công cụ nợ hoặc công cụ vốn hay cấp các khoản cho vay. Ví dụ chúng ta mua cổ phiếu ấy, đúng không? Chúng ta mua hàng mua trái phiếu. Còn nếu mà chúng ta phát hành cổ phiếu và chúng ta phát hành trái phiếu thì lại khác nhá. Các bạn phải phân biệt tôi là nhà đầu tư hay là tôi là nhà người đi vay, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta phát hành cổ phiếu hay phát hành trái phiếu ấy, thì nó lại xếp vào hoạt động tài chính, đúng không ạ? Hoạt động tài chính tiền vào ví dụ như các khoản vay mượn ngắn hạn dài hạn này, phát hành cổ phiếu này, hay là gì ạ? Trả cổ tức này, mua cổ phiếu quỹ này. Để các bạn nhớ ở cái mục chúng ta học cổ phiếu quỹ rồi đúng không ạ? Cổ phiếu quỹ là cổ phiếu mà do doanh nghiệp phát hành và được chính doanh nghiệp mua lại, đúng không ạ? Và khi doanh nghiệp mua lại cổ phiếu quỹ thì làm cho vốn chủ làm sao ạ? Bị giảm, đúng không ạ? Như vậy khi chúng ta mua hay là chúng ta tái phát hành cổ phiếu quỹ thì nó đều được xếp vào hoạt động tài chính. Bây giờ vận dụng cái phần lý thuyết mà chúng ta vừa mới nghiên cứu ấy thì các bạn sẽ làm cho cô cái tình huống này. Trước khi làm cái tình huống thì có một số chú ý này. Đầu tiên tương đương tiền. Theo các bạn để tương đương tiền, ví dụ chúng ta mua một cái tín phiếu ấy có kỳ hạn bé hơn 3 tháng ấy, thì chúng ta sẽ phản ánh nó ở đâu trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ? Theo các bạn thì chúng ta sẽ phản ánh nó ở đâu trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ? Nếu chúng ta mua một cái tín phiếu mà kỳ hạn là 2 tháng ấy, là tính thanh khoản cao ấy, thì chúng ta sẽ xếp nó vào đâu? Ví dụ trong kỳ chúng ta sẽ chi ra 30 triệu để mua tín phiếu này, thì chúng ta sẽ xếp nó vào đâu? Hoạt động đầu tư ạ. Đúng không? Chúng ta thấy là tín phiếu này có kỳ hạn là 2 tháng và có tính thanh khoản cao thì nó được xếp theo đúng khái niệm thì nó là chính là tương đương tiền, đúng không? Nó chính là tương đương tiền, đúng không? Thì như vậy nó được phản ánh ở đâu ạ? Phản ánh ở đâu? Vậy cái nghiệp vụ đấy chúng ta có phải phản ánh không? Nếu chi ra 30 triệu để mua tín phiếu ạ, kỳ hạn là 2 tháng và có tính thanh khoản cao ấy, thì chúng ta có phản ánh nó vào báo cáo lưu chuyển tiền không? Không. Đúng không ạ? Nó nằm phần vì nó vẫn nằm ở cái mục gì ạ? Tiền và tương đương tiền. Đúng không? Hay là ví dụ như các nghiệp vụ mà rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt ấy, theo các bạn cái nghiệp vụ đấy chúng ta có phản ánh trên báo cáo lưu chuyển tiền không? Ví dụ rút tiền gửi ngân hàng về bổ sung quỹ tiền mặt ấy, thì theo các bạn chúng ta không ạ. Cái chỉ tiêu tiền và tương đương tiền của chúng ta không hề thay đổi, đúng không ạ? Ở trên báo cáo lưu chuyển tệ chúng ta không tách ra tiền mặt, tiền gửi ngân hàng hay là tương đương tiền là bao nhiêu mà chúng ta gộp lại thành một chỉ tiêu. Như vậy đối với những cái nghiệp vụ mà chuyển đổi từ các khoản đấy với nhau thì chúng ta có phản ánh không ạ? Không, đúng không ạ? Vì tổng tiền và tương đương tiền của chúng ta không thay đổi, đúng không ạ?
chúng ta không tách, vì trong báo cáo lưu chuyển tệ người ta không tách riêng thành các khoản tiền ra. Nếu mà người ta tách riêng thì mình sẽ phản ánh, chứ còn nếu mà người ta gộp chung thì tổng nó không thay đổi. Đấy, chúng như vậy tiền và tương đương tiền nó nằm ở phần đầu kỳ và cuối kỳ, đúng không? Của khoản mục này. Đấy. Thế còn đối với chứng khoán kinh doanh, trong các khoản đầu tư tài chính ấy, cô sẽ nói tổng quát về cái khoản đầu tư tài chính này để các bạn hình dung. Đây, theo các bạn chú ý nhé, đối vì trong cái hoạt động đầu tư ấy thì chúng ta có một cái khoản là đầu tư tài chính, đúng không ạ? Đầu tư tài chính. Đầu tư tài chính này thì chúng ta sẽ có theo thông tư 200 đấy, đối với doanh nghiệp phi tài chính đấy, doanh nghiệp phi tài chính. Đối với doanh nghiệp sản xuất ấy. Đấy. Là doanh nghiệp xây dựng thương mại ấy, thì các khoản đầu tư tài chính được chia thành ba loại. Thứ nhất là chứng khoán kinh doanh. Thứ nhất là chứng khoán kinh doanh. Thứ hai là các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, và cái thứ ba là các khoản đầu tư vào công cụ vốn chủ. Ba khoản. Vậy thế nào là chứng khoán kinh doanh? Cái tài khoản này nó được ghi nhận trên tài khoản 121 nhé. Cô giới thiệu luôn, tại vì trong quá trình làm bài tập ấy, có thể các thầy cô để cái số hiệu tài khoản này. Đây, chứng khoán kinh doanh số hiệu là tài khoản 121, thì đây chính là những cái khoản nhỉ? Nó chính là chứng khoán với mục đích nắm giữ đến khi cô xin lỗi, đấy là chứng khoán kinh doanh, là chứng khoán với mục đích kinh doanh, có là chúng ta mua để bán hưởng chênh lệch giá, hưởng chênh lệch giá, có là chúng ta coi nó như một loại hàng hóa, đúng không? Chứng khoán kinh doanh. Như vậy thì tiền chi ra hay là tiền thu được từ việc bán chứng khoán kinh doanh, chúng ta sẽ xếp nó vào hoạt động kinh doanh, các bạn nhớ nhé. Kể cả cái phần lãi từ bán chứng khoán kinh doanh thì chúng ta cũng đều phản ánh vào hoạt động kinh doanh, đúng không? Có cái gì thì tôi chi ra, ví dụ tôi chi ra 200 triệu để mua chứng khoán, mua cổ phiếu của công ty A, nhưng mục đích tôi mua cổ phiếu công ty A không phải là để kiểm soát công ty A, mà đơn giản là tôi mua để tôi bán hưởng trên lệch giá, thì tôi nghĩ là thời gian sắp tới cổ phiếu của A nó sẽ tăng lên, thì người ta xếp nó vào nhóm chứng khoán kinh doanh. Được chưa? Vậy tiền chi ra để mua cổ phiếu A sẽ được xếp vào hoạt động kinh doanh. Và tương tự vậy, nếu một tháng sau cổ phiếu A tăng giá và tôi bán, tôi thu được là 300, và trong đó gốc là 200 và lãi là 100, thì tôi cũng phản ánh 300 vào tiền vào từ hoạt động kinh doanh. Các bạn chú ý nhé. Đấy. Đối với hoạt động mua hoặc bán chứng khoán kinh doanh, chúng ta sẽ xếp vào hoạt động kinh doanh. Loại thứ hai là các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, thì tài khoản theo dõi của nó là 128. Thì các khoản đầu tư nắm giữ ngày đáo hạn thì nó có một cái đặc điểm, đấy chính là đây là những khoản đầu tư, thứ nhất nó phải có kỳ hạn xác định, và thứ hai là mục đích của tôi sẽ phải giữ nó đến khi đáo hạn thì tôi mới thu hồi, chứ chúng ta không được bán sớm, không được bán sớm. Thông thường các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn thì nó sẽ gồm các khoản tiền gửi tiết kiệm này, hay là các khoản chúng ta mua trái phiếu này. Nhưng mà các bạn nhớ là chúng ta mua trái phiếu này chúng ta phải nắm giữ đến khi đáo hạn chúng ta mới thu hồi, chứ chúng ta không được bán sớm, đúng không ạ? Đấy. Hay là khoản cho vay này, cho vay chính là các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn. Thì rõ ràng mục đích là để hưởng lãi, hưởng cổ tức, đúng không ạ? Nên cái phần này chúng ta sẽ xếp nó vào hoạt động đầu tư. Và tương tự như vậy đối với khoản đầu tư vào công cụ vốn chủ thì chúng ta cũng xếp nó vào hoạt động đầu tư. Các khoản đầu tư vào công cụ vốn chủ, ví dụ khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết, đúng không ạ? Thì như vậy các bạn sẽ thấy có cái 2 và cái 3 thì chúng ta xếp vào hoạt động đầu tư, còn cái số 1 chứng khoán kinh doanh thì chúng ta sẽ phải xếp vào hoạt động kinh doanh. Thì đấy là cái lưu ý trong phần đầu tư, các bạn chú ý cho cô. Lưu ý thứ hai là liên quan đến khoản vay, thì cô đã nói lúc trước cho các bạn. Bây giờ các bạn sẽ vận dụng vào nó và làm cho cô các ví dụ sau. Giờ các bạn sẽ làm cho cô. Các bạn đọc các nghiệp vụ sau và các bạn xem các nghiệp vụ này chúng ta sẽ phản ánh nó ở hoạt động nào trên báo cáo lưu chuyển tệ. Được chưa?
Nào, bạn nào có thể làm cho cô tình huống này ạ? Bạn nào xung phong làm tình huống này ạ? Rồi cô mời Tuyên Nga nào. Em thưa cô là nhận trước tiền thuê nhà 3 năm của khách hàng hoạt động kinh doanh ạ. Rồi, đấy là tiền vào từ hoạt động kinh doanh, đúng không ạ? Hàng năm phân bổ tiền thuê nhà và doanh thu cũng là hoạt động kinh doanh. Đúng không? Dạ. Hàng năm phân bổ tiền thuê vào doanh thu. Ở đây nghiệp vụ này phát sinh tiền không? Phát sinh tiền không? Không ạ. Không. Nhưng mà nghiệp vụ đây là nghiệp vụ phi tài chính đúng không? Phi tiền tệ. Dạ. Thì chúng ta có phản ánh trên báo cáo lý chuyển tệ không? Không ạ. Không đúng không? Có tiền đâu mà phản ánh đúng không? Ở đây đơn giản là chúng ta làm là giảm khoản doanh thu chưa thực hiện mà tăng doanh thu thôi. Không có tiền đúng không? Như ở đây sẽ không phản ánh gì cả. Đúng không? Sẽ không phản ánh. Rồi, cái còn nghiệp vụ cuối á? Cũng là vào hoạt động kinh doanh ạ. Đúng rồi. Rồi, cảm ơn em. Tiếp theo tình huống sau. Trao đổi tài sản cố định. Lấy tài sản cố định. Tức Nga có lần xử lý luôn tình huống này cho cô được không? Dạ. Là đầu tiên trao đổi tương tự thì chúng ta có phản ánh không? Không ạ. Vì sao nhỉ? Không ạ. Vì sao? Không tạo ra luồng tiền vào. Rồi, không có tiền đúng không? Không xuất hiện luồng tiền. Rồi, thế còn trao đổi không tương tự, chi bù thêm một khoản tiền? Có. Ừ. Vậy phản ánh hoạt động nào? Hoạt động tài chính ạ. Hoạt động đầu tư cô ạ. Mục đích các bạn hãy xem chi bù này để làm gì? Có phải để đi vay hay là để trả gốc vay hay là liên quan đến vốn chủ không? Có liên quan gì đến vốn chủ hay vốn vay không? Không ạ. Ừ, như vậy nó sẽ... Vậy chi bù đây để làm gì ạ? Để có được cái gì? Có được tài sản đấy ạ. Nhưng mà nó phải sản ánh hoạt động gì? Hoạt động đầu tư ạ. Đúng rồi. Cái dưới là hoạt động đầu tư ạ. Đúng rồi. Ở đây thì là giờ giảm trừ, còn đây là giờ giảm cộng đúng không ạ? Hoạt động đầu tư. Rồi. Thì ở đây là tài sản cố định, lấy tài sản cố định. Vậy nếu mà chúng ta trao đổi hàng tồn kho lấy tài sản cố định hay là tài sản cố định lấy hàng tồn kho thì có điểm gì khác? Có điểm gì khác? Là tình huống này cô mời bạn Khánh Sinh đi. Lê Thị Khánh Sinh.
xử lý ra cô thế này. Em cô là em giơ tay nhầm, em giơ tay câu trên em chưa hạ xuống. Câu này có bạn nào xử lý không cô ạ? Bây giờ các bạn mở thông tư 200 ra, các bạn đọc xem và xử lý cho cô về câu này. Mở thông tư 200 ra trong phần báo cáo lưu chuyển tệ đoạn đầu ấy. Có Nhung. Rồi cô mời Nhung nào. Cô là em nghĩ là cái đơn vị bù thêm tiền đấy. Tiền chi ra như kiểu để mua tài sản cố định em cho vào hoạt động đầu tư ạ. Còn bên kia trả thêm cho đơn vị một số tiền thì em cho vào hoạt động kinh doanh ạ. Mình thấy bản chất nó là gì? Tiền vào có được là do bán tài sản bán hàng hoàn tồn kho đúng không? Thì trước đây là mình xử lý như thế này. Nhưng theo các bạn thì khi mà chúng ta trao đổi hàng tồn kho lấy tài sản cố định ấy, thì chúng ta có được phản ánh theo cơ sở thuần không? Có phải là những số bù trừ hay không? Giống như tài sản cố định hay không? Thì các bạn lưu ý là không nhá. Nếu mà bản chất thì kết quả cuối cùng thì nó cũng sẽ như thế này. Nhưng mà các bạn sẽ thấy là đối với cái trường hợp mà trao đổi hàng tồn kho lấy tài sản cố định ấy, thì hàng tồn kho chúng ta thấy rằng là gì ạ? Nó liên quan đến hoạt động gì? Nói đến hàng tồn kho chúng ta link ngay đến hoạt động gì ạ? Đúng, kinh doanh. Đúng rồi. Nó liên quan đến hoạt động kinh doanh, đúng không ạ? Thế còn đối với tài sản cố định thì chúng ta sẽ link ngay đến hoạt động gì ạ? Đúng không? Vậy trong trường hợp mà khi chúng ta đổi một cái tài sản từ hoạt động kinh doanh lấy một tài sản từ hoạt động đầu tư ấy, mà nó thuộc vào hai hoạt động khác nhau ấy, thì lúc này chuẩn mực hướng dẫn là không được phép bù trừ, không được phép bù trừ, không được phản ánh số chênh lệch mà mình sẽ phải phản ánh tất. Có nghĩa là gì ạ? Lúc này người ta sẽ coi là gì ạ? Bây giờ tôi đổi hàng tồn kho thì giá trị hợp lý của hàng tồn kho tôi đổi được đó bao nhiêu? Ví dụ như giá trị hợp lý của hàng tồn kho được quy định trong cái giao dịch đổi này là 100, thì tôi sẽ phản ánh nó là dòng tiền vào từ hoạt động kinh doanh là 100, đúng không ạ? Ví dụ như giá trị hợp lý nhé, trong trao đổi của hàng tồn kho này, là 100 đấy. Và của tài sản cố định, giá trị hợp lý của tài sản cố định lúc này là gì ạ? Ví dụ là 200, thì rõ ràng trong trường hợp này là tôi sẽ phải gì ạ? Bù thêm đúng không ạ? Bù thêm. Nhưng mà ở đây mình thấy là bù thêm là 100, bây giờ cô thay đổi là 120 đi. 120 đi. Đấy thì nhìn vào đây thì có nghĩa là tôi sẽ phải bù thêm là 20 đồng đúng không? 20 đồng. Thì trước đây thì mình có thể phản ánh bù 20 đồng này để có được tài sản nữa, mình phản ánh ở đây là 20, mà mình đang phản ánh đây là 0 đúng không ạ? Thì rõ ràng kết quả cuối cùng giá trị thuần vẫn là 20. Nhưng bây giờ người ta hướng dẫn là không được phản ánh như thế này nữa. Không phản ánh này, không được phản ánh số bù trừ ấy, và chúng ta sẽ phản ánh ở đây là gì ạ? 100, đúng không ạ? Đây là 100. Ở đây chúng ta sẽ phản ánh hoạt động kinh doanh là tiền vào 100, và hoạt động đầu tư sẽ là tiền vào hay tiền ra các bạn? Tiền ra. Đúng rồi, đó là 120. Và chú ý là đối với hoạt động báo cáo lưu chuyển tệ tiền ra, các bạn đóng hàng ngoặc nhé để phải hiện đó là dòng tiền ra. Thì nhìn vào đây thì mình thấy rõ ràng là mình cũng phải bù trừ vào, thì mình thấy là mình phải bỏ thêm 20 đồng đúng không ạ? Nhưng mà người ta sẽ không phản ánh theo số bù trừ, người ta sẽ phản ánh riêng ra. Đó, hiểu chưa? Như vậy đối với cái giao dịch này ấy, thì chúng ta sẽ dù có bù hay chi thêm tiền ấy, thì chúng ta đều phải phản ánh cái giá trị hợp lý của hàng tồn kho và giá trị hợp lý của tài sản cố định. Giá trị hợp lý của hàng tồn kho chúng ta phản ánh là tồn tiền vào từ hoạt động kinh doanh. Còn giá trị hợp lý của tài sản cố định thì chúng ta sẽ phản ánh ở luồng tiền ra từ hoạt động đầu tư. Như vậy các bạn nốt cho cô về ví dụ này như này. Đấy. Đối với trao đổi tài sản cố định, lấy tài sản cố định thì lại được phản ánh trên cơ sở thuần. Nhưng nếu mà trao đổi hàng tồn kho lấy tài sản cố định thì lại không được phản ánh trên cơ sở thuần. Được chưa? Mà mình sẽ phải phản ánh đó. Tách riêng hành giao dịch, coi như bán hàng tồn kho và mua tài sản cố định. Vậy bán hàng tồn kho thì mình sẽ phản ánh giá bán. Giá bán đây chính là giá trị hợp lý của hàng tồn kho vào luồng tiền vào từ hoạt động kinh doanh. Còn mua tài sản cố định thì chúng ta sẽ phản ánh là luồng tiền ra từ hoạt động đầu tư, đúng không ạ? Đầu tư. Như vậy ví dụ này cả lớp hiểu chưa? Rõ chưa? Như vậy đối với nghiệp vụ này mình sẽ tách ra thành hai nghiệp vụ là bán hàng tồn kho và mua tài sản cố định, đúng không ạ?
hoạt động kinh bán hàng tồn kho thì thu được tiền và nó phản ánh ở hoạt động kinh doanh, nguồn tiền vào từ hoạt động kinh doanh theo giá trị hợp lý. Còn mua tài sản cố định nó là phản ánh nguồn tiền ra từ hoạt động đầu tư. Tình huống số 4 ạ, bạn nào có thể xử lý được cho cô ạ? Tình huống số 4. Rồi cô mời Hà My nào. Em thưa cô là cái tiền trả lại 20% giá trị hàng hóa thì còn 80% thì tiền này mình chưa trả. Thì đây là mua hàng trả chậm trả góp thì nó có cả lãi nữa. Thì lãi em phản ánh vào hoạt động kinh doanh, còn góp thì em phản ánh vào hoạt động tài chính ạ. Ở đây có hai giao dịch đúng không ạ? Hai giao dịch. Thì giao dịch đầu tiên là tôi chi tiền ra, ví dụ như tôi mua hàng hóa là 100 triệu. Tôi trả ngay 20%, có là tôi trả ngay 20 triệu. Vậy cái 20 triệu này tôi trả ra ấy, tôi sẽ phản ánh ở hoạt động nào? Cái ý đầu tiên ấy là cái người ta muốn phản ánh. Vậy cái tiền mà tôi chi ra để trả lương, trả tiền mua hàng hóa, trả một phần tiền mua hàng hóa thì tôi phản ánh ở đâu ạ? Em tính ra từ hoạt động nào? Em thưa cô là em phản ánh vào hoạt động tài chính ạ. Cũng đúng không? Cái 20 này này, 20 này có phải hoạt động tài chính không? Trả ngay 20 triệu. Ví dụ nhá, bây giờ cô giả sử là cô mua hàng hóa, tổng giá trị hàng hóa trả chậm trả góp là 100. Thế bây giờ cô trả 20 triệu đưa trước đã, còn nợ, con nợ là 80 triệu. Nợ là 80 triệu. Trong và 80 triệu này trả trong vòng 3 năm. 3 năm. Đó. Ở đây là 3 năm, đây là 90 triệu. 90 triệu. Đây là 110. Thế thì 20 triệu mà cô trả luôn ấy, tại thời điểm đấy thì cái đây là tiền ra từ hoạt động gì hả các bạn? Thấy không bạn? Cái tiền này nó có lãi không? 20 triệu này có tiền lãi không? 20 triệu trả ngay này có lãi ở đây không ạ? Có lãi không? Không ạ. Không đúng không? Đây tiền chi ra để làm gì đấy ạ? Mua hàng hóa. Mua hàng hóa. Mua hàng hóa chứ không phải mua tài sản cố định nhá. Mua hàng hóa. Thế thì nó phải phản ánh luồng tiền từ hoạt động gì? Động kinh doanh. Đúng rồi, nó phải là tiền ra từ hoạt động kinh doanh. Rõ ràng 20 triệu này có lãi không ạ? Tôi chẳng ngay mà, có lãi ở đây không? Không ạ. Không, đúng không? Và ở đây là mua trả để làm gì ạ? Để mua hàng hóa, và hàng hóa thì nó thuộc vào hoạt động gì ạ? Kinh doanh. Nếu mà trả 20 triệu mua tài sản cố định ấy, thì mình mới phản ánh vào luồng tiền từ hoạt động gì ạ? Đầu tư. Nhưng ở đây người ta nói là mua hàng hóa chứ không phải mua tài sản cố định. Như vậy mình phải phản ánh là tiền ra từ hoạt động gì ạ? Kinh doanh. Đúng chưa? Cả lớp hiểu cái ý nghiệp vụ đầu tiên không? Ý đầu tiên không? Rõ không? Rõ ý này không ạ? Nếu không bạn nào trả lời. Nếu mà chưa rõ thì các bạn thắc mắc điều gì các bạn nói ạ? Các bạn chưa rõ ở vấn đề gì các bạn trình bày. Chưa rõ vấn đề gì bạn trình bày. Cô giải lại chỗ đấy qua một lần nữa được không cô? Dinh à, ví dụ như cô mua hàng hóa nha. Và nói đến hàng hóa này, các bạn liên đến hoạt động gì ạ? Kinh doanh. Đúng không? Bây giờ cô giả sử cô mua hàng hóa, cái tổng giá trị hàng hóa là 110 nhá. Bây giờ cô trả ngay là 20 triệu, còn nợ là 90 triệu đúng không? Đúng không? Vậy 20 triệu cái tiền cô chi ra này mục đích là để làm gì ạ? Là để trả giá trị hàng hóa đúng không? Để trả tiền mua hàng hóa đúng không? Như vậy, và 20 triệu này, trong 20 triệu này nó có lãi không ạ? Có lãi ở đây không? Không, không có lãi. Không. Như vậy đây là tiền chi ra để mua hàng hóa, và tiền chi ra để mua hàng hóa thì nó phản ánh hoạt động gì? Liệu kinh doanh ạ. Đúng chưa? Nó phản ánh hoạt động kinh doanh đúng chưa cả lớp? Thì dấu trừ này sẽ là trừ đi 20%. Cô là nó là 20 đấy, cô, 20% của giá trị đấy, cô đang minh họa luôn là số cụ thể, còn nó là 20% giá trị, được chưa, các bạn hiểu chưa? Được. Thế bây giờ rõ ràng bây giờ cô nợ lại là bao nhiêu? Nợ 90. Vậy trong 90 này có lãi không ạ? Cái tiền nợ này có lãi không? Chắc là có. Có chứ, trả chậm trả góp là có lãi mà. Vậy cái khoản nợ mà có lãi thì người ta gọi là khoản gì? Vay đúng không? Mình phân biệt nợ phải trả thông thường với vay là thông qua lãi. Cái thằng nào mà nợ mà mình phải trả lãi thì mình gọi nó là khoản vay. Như vậy 90 triệu đây chính là khoản vay đúng không? Vâng.
Và hàng năm mình trả 30 triệu. Vậy trong 30 triệu này nó sẽ có gốc và vay và lãi vay. Còn mình sẽ ẩn lãi vay ở trong phần này, trong 30 triệu này. Đúng không? Đúng. Thế thì mình sẽ phải bóc tách ra bao nhiêu gốc thì mình sẽ phản ánh ở hoạt động nhá, tài chính. Đúng không? Gốc vay mình trả gốc vay thì mình phải, còn lãi vay mình lại phản ánh ở hoạt động gì? Hoạt động kinh doanh. Kinh doanh. Ví dụ giả sử trong 30 triệu nhá, cô bóc tách ra là có 25 triệu là gốc và 5 triệu là lãi. Như vậy mình sẽ phản ánh ở 25 ở đây và 5 ở đây. Ở lớp hiểu chưa? Đúng không? Ở tuy nhiên bài này mình chưa nói đến cái việc bóc tách như thế nào, tính gốc lãi như thế nào. Bây giờ mình chỉ muốn nhận diện đã. Được chưa? Nhận diện đã. Nhưng mà ấy, cái tiền lãi đấy thì mình cũng chưa trả được, thì mình vẫn đang nợ mà, em vẫn đang không hiểu. Đấy, hàng năm trả 30 triệu này. Đấy, đây là nghiệp vụ thứ hai mà, hàng năm trả 30 triệu mà. Vâng. Ừ, và ví dụ mình đang nợ là 90 triệu mà mình trả đều trong 90 triệu này thì có gốc và lãi, người ta đã tính toán trong đấy rồi. Giả sử trong 90 triệu này là có 80 triệu tiền gốc và 10 triệu là tiền lãi, đúng không? Và người ta trả hàng năm này, hàng năm người ta đã trả 30 triệu, cũng là trong 30 triệu này nó đã chứa bao gồm gốc và lãi rồi. Bạn hiểu không? Tôi chi ra 30 triệu là tôi có phần gốc và lãi rồi. Thì tôi sẽ phân bổ. Các bạn nhớ cái nghiệp vụ mua tài sản, mua trả chậm trả góp không ạ? Có. Đây, ví dụ như mình ghi nợ cho tài khoản 131, mua trả chậm trả góp đúng không ạ? Mình ghi nợ cho 156 đi. Nợ cho 133 và ghi có cho tài khoản gì? Nếu mình trả ngay một phần là mỗi có 11 và có cho 331, đúng không ạ? Ví dụ ở đây là gì ạ? Nếu mà mua trả đây là 90 này, thuế là 9 nha. Nếu mà mua trả ngay tôi phải trả là 99, đúng không ạ? Nhưng mua trả chậm trả góp tôi phải trả là 110, ví dụ như thế, đúng không ạ? Như vậy ở đây 110 ở trong đấy tôi đã trả là 20 rồi. Tôi sẽ nợ lại là bao nhiêu ạ? 90. Đúng không ạ? Thế thì ở đây rõ ràng đã thấy là chênh lệch, đúng không? Giá trả ngay mình trả là 99 mà mình trả chậm trả góp mình phải trả 110. Như vậy cái chênh ở đây chính là gì ạ? Chênh ở đây chính là cái gì đây ạ? 110 trừ 99. Nó là cái gì ạ? Mình sẽ hạch toán vào bên nợ bên có ạ. Có 3387. Không phải có, mình là người mua mà. Nó mình người mua mình trả lãi thì nó phải là gì? Lãi thì nó phải ghi vào đâu không? Đó là chi phí tài chính, có ghi vào 242. Mình là người mua chứ phải mình người bán đâu. Mà là doanh thu. Mua mình phải trả lãi mà. Đúng không? Thì trong đây là ví dụ ở đây sẽ là cái đây là chính là phần lãi đúng không? Lãi đúng không? Như vậy các bạn sẽ thấy trong cái 90 này nó chứa cái phần lãi này không ạ? Có chứa. Có đúng không? Có. Nhưng mà và hàng kỳ mà các bạn sẽ thấy bình thường mình hàng kỳ mình ghi có 11 có 331. Mình trả là 30 hàng kỳ mình đã bút toán nên cô xin lỗi, nợ cho 331. Rồi có 11 đúng không? Nhưng các bạn phải hiểu trong cái 30 này nó sẽ có phần lãi, có bản chất nó sẽ có phần lãi ở đấy. Đấy ạ. Tuy nhiên thì mình trong cái phần hạch toán mình sẽ không tách ra. Sau này các bạn học cái phần phê tài chính thì sẽ thấy người ta sẽ bóc tách nó ra. Tách nó ra. Đấy. Thì các bạn hiểu rằng là trong 90 này thì hàng năm tôi trả 30. Qua hàng năm người ta sẽ chia cái 90 này có cả gốc và lãi và người ta trả đều mỗi năm 30. Thì trong cái mỗi năm 30 đấy nó cũng sẽ có gốc và lãi. Nó sẽ có gốc và lãi trong đấy. Nó hiểu không? Đấy. Thế thì mình sẽ phải bóc tách ra. Ở đây thì cô chưa nói đến cái việc bóc tách như thế nào. Mình chưa bàn cập đến việc bóc tách. Nhưng mình muốn phân tích cái nghiệp vụ này để mình hiểu rõ bản chất của nó. Đúng không ạ? Trong 30 triệu, cái tiền tôi chi ra 30 triệu này thì có lãi ở trong đấy và có cả gì ạ? Có cả gốc.
Cả lớp đã rõ phần này chưa? Rõ phần này chưa? Rõ rồi ạ. Ừ. Rồi tiếp theo nào. Chúng ta sẽ đến nghiệp vụ số 5. Nào, tình huống số 5 bạn nào xử lý cho cô ạ? Rồi không mời Lan Anh nào. Lan Anh ơi, em có thể nói to hơn được không? Tại vì cô nghe nó khá nhỏ. Dạ, cô nghe rõ chưa ạ? Ừ, được rồi, em nói đi. Em cho cô làm nhiệm vụ đầu tiên vay dài ngân hàng để vay dài định thì em cho phần hoạt động tài chính. Ừ. Cái thứ hai là thanh toán lãi hàng năm thì là hoạt động kinh doanh ạ. Ừ. Cái thứ ba là thanh toán nợ gốc thì là hoạt động tài chính ạ. Rồi. Cảm ơn em. Có bạn nào có ý kiến khác không ạ? Và bạn đang phản ánh là vay dài hạn ngân hàng để mua tài sản cố định thì bạn đang phản ánh nó vào hoạt động tài chính, đúng không ạ? Tiền vào từ hoạt động tài chính, thanh toán lãi thì hoạt động kinh doanh, thanh toán nợ gốc thì hoạt động tài chính. Đấy. Thế có bạn nào có ý kiến khác không? Cô mời Khánh Sinh nào. Theo em thì thanh toán nợ gốc sẽ là hoạt động đầu tư. Nợ gốc là hoạt động đầu tư. Rồi, còn bạn nào có ý kiến khác nữa không ạ? Ba đồng. Rồi cô mời Hàm My. Em thưa cô là vay dài hạn thì vay dài hạn ngân hàng thì em cho nó là hoạt động tài chính ạ. Còn mua tài sản cố định thì đây là hoạt động đầu tư ạ. Có nghĩa là cái nghiệp vụ số 1 này em sẽ tách ra nó thành hai giao dịch, đúng không ạ? Còn thanh toán lãi nó thành hai giao dịch. Giao dịch thứ nhất là nhận đi vay thì tiền vay tăng. Thứ hai là mua tài sản cố định thì tiền nhận chi từ hoạt động đầu tư sẽ ạ. Như vậy có là trong cái nghiệp vụ này mình sẽ phải tách ra nó thành hai giao dịch. Hai giao dịch. Rồi. Thanh toán lãi hàng năm. Còn hai cái dưới thì có thay đổi không? Thanh toán lãi hàng năm em cho vào hoạt động kinh doanh, còn bước là hoạt động tài chính ạ. Ừ, rất là giống như nhỉ? Bạn gì nhỉ? Bạn gì ban đầu nhỉ cô ấy? Lan Anh ạ. Lan Anh, đúng không ạ? Dùng Lan Anh. Ừ. Như vậy thì các bạn chọn bạn nào là trả lời chính xác nhất ạ? Thì cô cũng đồng tình với ý kiến nghiệp vụ 2 và 3 thì giống Lan Anh và giống My. Xin chú ý nhé, cái phần thanh toán nợ gốc này mình phải biết là thanh toán cái gì. Có phải thanh toán mua tài sản cố định không? Tài sản cố định đã được thanh toán chưa? Rồi. Rồi đúng không ạ? Như vậy nó không phải là từ hoạt động đầu tư mà đơn giản ở đây chúng ta trả tiền vay thôi. Thì đây gốc vay mà thì mình sẽ hoạt động tài chính. Thế còn nghiệp vụ số 1 thì như My trả lời là chính xác rồi ạ. Các bạn chú ý nghiệp vụ số 1 mình phải tách ra nó thành hai giao dịch nhá. Lan Anh nhá. Lan Anh phải xin. Các bạn đọc thì các bạn cảm giác là không có tiền đúng không? Bây giờ tôi vay dài hạn ngân hàng nhưng mà tôi có lấy tiền về đâu, mà ngân hàng sẽ thanh toán trực tiếp cho nhà cung cấp. Tôi nhờ ngân hàng giải ngân luôn cho nhà cung cấp. Đấy. Thì rõ ràng là cảm giác như là nó không có xuất hiện tiền ở đây. Tại vì các bạn nhìn ở đây thì các bạn thấy bù trừ giữa dương và âm này giá trị nó sẽ bằng nhau, có những bằng không rồi. Nhưng mà gì ạ? Đây là cái hai giao dịch mà liên quan đến hai hoạt động của doanh nghiệp, hoạt động quan trọng của doanh nghiệp, nên người ta sẽ phải bóc tách ra. Bóc tách ra thành hai giao dịch. Giao dịch thứ nhất là vay dài hạn ngân hàng, đúng không ạ? Giao dịch thứ hai là gì ạ? Giao dịch thứ hai sẽ là gì ạ? Dùng tiền vay để mua tài sản cố định, đúng không ạ? Đó là chúng ta bóc tách. Bình thường nếu chúng ta hạch toán thì chúng ta sẽ ghi nợ cho gì ạ? 211 với có chấp 341, đúng không? Bình thường nếu hạch toán là gộp như thế này. Nhưng ở đây chúng ta sẽ tách ra thành hai giao dịch. Đấy là nợ cho gì ạ? 111 là thu được tiền là đi vay này. Đấy. Sau đấy dùng tiền vay này để mua tài sản cố định. Đấy. Và mình sẽ tách ra thành hai cái giao dịch như thế này. Thì các bạn sẽ thấy là gì ạ? Rõ ràng là gì ạ? 112. Rõ ràng thì gộp lại thì cũng không xuất hiện tiền đúng không? Nhưng mà mình sẽ tách ra. Vậy đây là tiền vào từ hoạt động tài chính. Còn nghiệp vụ này sẽ là tiền ra từ hoạt động đầu tư. Đúng chưa? Được chưa?
Đấy, thì nghiệp vụ này các bạn chú ý nhé. Đấy, như thế. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu mối quan hệ giữa các báo cáo tài chính. Bây giờ các bạn sẽ nhìn trên slide này và suy nghĩ cho cô xem vậy mối quan hệ giữa các báo cáo này như thế nào, thông qua các chỉ tiêu nào nhé.
Nào, bạn nào có thể trả lời cho cô mối quan hệ giữa các báo cáo này ạ? À, đầu tiên là bảng cân đối kế toán với báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh đi. Vì hai cái báo cáo này chúng ta đã được học rồi đúng không ạ? Thế thì các bạn sẽ thấy mối quan hệ giữa hai báo cáo này như thế nào? Thông qua chỉ tiêu nào? Thông qua chỉ tiêu nào? Thì các bạn nhìn thấy trên slide này các thầy cô đang bôi bôi chỉ tiêu nào đấy ạ? Đúng nhau ạ. Lãi chưa phân phối đúng không ạ? Vậy mối quan hệ giữa các chỉ tiêu này như thế nào? Lãi chưa phân phối trên bảng cân đối kế toán với dạng lãi gì ạ? Trước thuế trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh nó sẽ có mối quan hệ như thế nào? Thì các bạn sẽ thấy lợi nhuận trước thuế đúng không ạ? Trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ấy. Đây lợi nhuận sau thuế ấy. Nhận với cái lãi chưa phân phối trên bảng cân đối kế toán ấy. Lãi là lợi nhuận ấy. Lợi nhuận chưa phân phối. Giống nhau ở nào, khác nhau ở nào? Nó là chính là thông qua cái chỉ tiêu 421 đấy. 421. Cái lãi chưa phân phối đây. Trên bảng cân đối đây là đầu kỳ nhá, và đây là cuối kỳ. Đúng không ạ? Thế thì lãi chưa phân phối thể hiện trên bảng cân đối đầu kỳ ấy, nó chính là cái gì của 421 đấy? Số gì? Dư của 421. Số dư có. Số dư đầu kỳ, tức là cái tài khoản 421 có thể dư có hoặc dư nợ. Đúng không? Mình chưa biết được là ở đây thực ra đúng là mình phải dùng từ lợi nhuận thì đúng hơn chứ không phải dùng từ lãi nhé. Lợi nhuận thì các bạn thấy nó có thể là dư nợ hoặc là dư có, có là nó chính là số dư đầu kỳ của tài khoản 421 đúng không ạ? Nó chính là số dư đầu kỳ hoặc là cuối kỳ đúng không ạ? Có thể là đầu kỳ hoặc cuối kỳ. Đầu kỳ thì có thể dư nợ hoặc là dư gì ạ? Dư có tùy doanh nghiệp. Nếu mà doanh nghiệp đang làm ăn lỗ thì nó là dư nợ, nhưng mà nếu mà đang ăn lãi thì nó là dư có đúng không ạ? Vậy các bạn hiểu rằng cái này này nó chính là số đầu kỳ và số cuối kỳ của tài khoản 421. Thế còn cái lợi nhuận chưa phân phối đấy được thể hiện trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ấy, thì nó có phải là số dư đầu kỳ và cuối kỳ không ạ? Mà nó lại chính là số gì ạ? Phát sinh trong kỳ. Đúng rồi, nó chính là số phát sinh. Vậy đây là số phát sinh của tài khoản 421. Còn những cái thằng này là số dư đầu kỳ và cuối kỳ đúng không ạ? Đấy. Thì các bạn sẽ thấy là nó có mối quan hệ thông qua cái chỉ tiêu là 421 đúng không ạ? Thế còn đối với bảng cân đối kế toán và báo cáo di chuyển tệ thì có cái điểm gì giống nhau? Có mối quan hệ thông qua cái chỉ tiêu nào? Chỉ tiêu nào đấy ạ? Tiền đúng không ạ? Vậy người ta nói rằng lại có một cái nhận định là tiền và tương đương tiền đầu kỳ và cuối kỳ trên bảng cân đối kế toán có bằng tiền và tương đương tiền, người ta nói là bằng tiền và tương đương tiền trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Vậy theo các bạn thì nhận định này đúng hay sai? Nhận định này đúng hay sai? Cô nói lại nhận định nhé. Có một cái nhận định là tiền và tương đương tiền đầu kỳ và cuối kỳ được thể hiện trên bảng cân đối kế toán sẽ bằng tiền và tương đương tiền cuối kỳ và đầu kỳ trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Thì nhận định này đúng hay sai cả lớp? Nhận định này đúng hay sai ạ? Sai. Sai. Lại sai ở đâu? Là bởi vì thời điểm nó khác nhau. Ví dụ như là tiền trên cái báo cáo lưu chuyển tiền tệ thì nó phát sinh từ cái việc mà khi mà mình đã nhận tiền, chính thức nhận được tiền thì mới ghi, còn hoặc là chính thức trừ đi tiền thì thực tế thì nó mới ghi, còn ở trên báo cáo bằng cân đối kế toán thì sao? Nó kể cả khi mà chưa ghi nhận thì chưa thực tế ghi nhận được tiền thì nó cũng đã ghi rồi ạ. Đúng không? Cái chỉ tiêu của chúng ta học ở chương 1 ở chương 2
kế toán vốn bằng tiền các khoản đầu tư và tài sản ngắn hạn khác ấy, trong tiếng 1 đấy, thì có phải là khi mà chưa phát sinh tiền là chúng ta đã ghi chưa? Cái khoản mục tiền mặt, tiền gửi ngân hàng ấy, chúng ta ghi như thế nào? Khi nào chúng ta ghi nhận? Có phải là khi chúng ta chưa chi mà chúng ta đã ghi nhận không? Hay chưa thu mà chúng ta đã ghi nhận không? Không ạ. Nó được ghi nhận trên khoản, đúng rồi, nó giống nhau đúng không? Các bạn sẽ thấy ra gì ạ? Tiền và tương đương tiền trên bảng cân đối kế toán ấy. Mặc dù các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán ấy, các bạn đã thấy là được ghi nhận trên cơ sở dồn tích, nó ghi nhận tại thời điểm phát sinh chứ không phải thời điểm thực thu tiền hay thực chi tiền đúng không? Nhưng đúng. riêng khoản mục tiền thì cái thời điểm phát sinh lại chính là thời điểm gì ạ? Phát sinh tiền chính là thời điểm mà gì ạ? Tiền chi ra và tiền thu ra. Như vậy thời điểm phát sinh và thời điểm gì ạ? Thực thu và thực chi là trùng nhau. Đúng không? Riêng khoản mục tiền đấy. Đúng không? Đúng không? Đấy. Thế như vậy nó giống nhau hay là khác nhau? Giống nhau. Đúng rồi. Nó giống nhau. Vậy nhận định đấy là đúng nhá. Dạ. Như vậy các bạn nhớ là tiền và tương đương tiền trên bảng cân đối kế toán sẽ bằng tiền và tương đương tiền trên bảng cân đối chuyển tệ. Chính vậy thì một số nhà có trước đây ấy, khi mà yêu cầu, có khi mà phân vân tham khảo ý kiến là có nên đưa báo cáo lưu chuyển tệ là một trong những báo cáo bắt buộc phải trình bày không, thì một số nhà doanh nghiệp hoặc một số nhà phân tích người ta nói rằng thực ra dòng tiền thì tôi cũng có thể nhìn thấy trên bảng cân đối kế toán, đâu có cần gì phải trình bày thêm báo cáo. Vì muốn biết là trong kỳ chúng ta có tiền dương hay tiền âm ấy, thì chúng ta chỉ cần so sánh số dư đầu kỳ của tiền và tương đương tiền trên bảng cân đối kế toán ấy với số dư tiền và tương đương tiền cuối kỳ, đúng không ạ? Để biết ngay là trong kỳ có tiền hay không có tiền, đúng không ạ? Trong kỳ tạo ra tiền dương hay tiền âm, đúng không ạ? Tuy nhiên thì các bạn sẽ thấy đây, chúng ta chỉ biết được là gì ạ? Trong kỳ tạo ra tiền dương hay tiền âm, nhưng chúng ta có biết được cái nguồn tiền đấy đến từ đâu ạ? Không, đúng không? May là trong kỳ chúng ta có tạo ra tiền, ví dụ tiền đầu kỳ của tôi là 1 tỷ, cuối kỳ tôi là 5 tỷ, trong kỳ là này tôi có những 4 tỷ. Tôi đang dương là 4 tỷ. Nhưng mà tôi có biết 4 tỷ này lấy ở đâu không ạ? Nó đến từ hoạt động nào không ạ? Nó phải là hoạt động chính của doanh nghiệp không ạ? Hay là nó lại đi là từ hoạt động đi vay? Nếu mà nó từ hoạt động đi vay thì nó khá là nguy hiểm đúng không? Chính vậy thì chúng ta sẽ phải cần phải chi tiết. Và nhìn trên bảng cân đối thì chúng ta chỉ nhìn thấy cái số tổng quát thôi, đúng không? Chứ chúng ta chưa biết là tại sao trong kỳ này chúng ta có 4 tỷ, 4 tỷ này đến từ đâu, đúng không? Bao nhiêu từ hoạt động kinh doanh, bao nhiêu từ hoạt động đầu tư và bao nhiêu từ hoạt động tài chính, đúng không? Đấy. Và muốn biết điều đấy thì chúng ta phải nhìn trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ, đúng không? Đấy. Như vậy thì các bạn sẽ thấy là gì ạ? Đấy, mối quan hệ giữa báo cáo lưu chuyển tệ với bảng cân đối là thông qua chỉ tiêu tiền. Còn mối quan hệ giữa bảng cân đối với báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là thông qua chỉ tiêu lợi nhuận. Thế còn bây giờ mối quan hệ giữa báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh với báo cáo lưu chuyển tệ. Bây giờ mối quan hệ giữa hai thằng này là cái gì? Nhiều người nói rằng gì ạ? Thực ra báo cáo lưu chuyển tệ hay báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ấy, thì đều là hai báo cáo thể hiện cái hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên thì nó thể hiện trên hai cả cơ sở ghi nhận khác nhau. Nếu như trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh chúng ta ghi nhận hiệu quả hoạt động kinh doanh, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp thông qua doanh thu và chi phí và trên cơ sở dồn tích và chúng ta ghi nhận tại thời điểm phát sinh, thì chúng ta trên báo cáo lưu chuyển tệ chúng ta cũng sẽ ghi nhận những khoản doanh thu và chi phí, nhưng chúng ta sẽ ghi nhận trên cơ sở tiền mặt. Và nếu mà cơ sở tiền mặt trùng với cơ sở dồn tích, có không hề khi nào phát sinh tiền tôi mới ghi nhận, thì lúc này khi mà cơ sở tiền mặt trùng với cơ sở dồn tích ấy, thì rõ ràng các bạn sẽ thấy là gì ạ? Lợi nhuận trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh chính là tiền, tiền thần, là lưu chuyển tiền thần từ hoạt động, lưu tiền thần từ trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ, đúng không ạ? Lợi nhuận tạo ra từ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh nó chính là đồng tiền từ hoạt động kinh doanh trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ, đúng không ạ? Nó có trùng nhau. Vì nếu mà cơ sở tiền mặt trùng với cơ sở dồn tích thì lúc này chúng ta thấy là không phát sinh những khoản công nợ, không phát sinh những khoản phải thu phải trả. Đấy. Thì rõ ràng hai cái báo cáo này là trùng khớp nhau, đúng không ạ?
Nhưng mà vì sao? Vì nó là cơ sở là tiền mặt đôi khi nó khác với cơ sở nội tích. Nó có những cái hoạt động nhỉ? Mua bán chịu đấy, dẫn đến nhỉ? Dẫn đến cái tiền từ hoạt động kinh doanh trên báo cáo lưu chuyển tệ nó sẽ khác với lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh, khác với lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh. Đấy. Ê, cô lấy ví dụ như này các bạn hình dung. Đấy. Ví dụ đơn thuần nhé, chúng ta bán hàng mà chúng ta thu được tiền luôn, đúng không ạ? Ví dụ như đây là khoản mục tiền, đây là khoản mục doanh thu. Ví dụ tôi bán hàng, tôi thu được 500 triệu. Đây, 500. Đó. Đúng không ạ? Tôi mua hàng hóa. Cái tiền hàng tôi ghi nhận giá vốn đúng không ạ? Chi phí hết ạ, 300. Và vì hàng này chúng ta mua, chúng ta trả luôn. Ví dụ đây là hàng hóa này. Đây, cô, đây ví dụ tiền. Bây giờ chúng ta chi ra 300. Chúng ta chi ra 300 để mua hàng hóa. Và sau đây thì bán thì hàng hóa giảm đi, thì tăng hoàn chi phí đây. Đấy. Như vậy thì rõ ràng là trên báo cáo lưu chuyển tệ này, chúng ta đang phản ánh đây là tiền là đang dương là 200. Và trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phản ánh doanh thu và chi phí cũng là lợi nhuận, đúng đây là gì ạ? Cũng là 200. Đúng chưa? Như vậy nếu cơ sở tiền mặt trùng với cơ sở gì ạ? Sổ tích thì lúc này là lợi nhuận chính là tiền, lợi nhuận chính là tiền, đúng không? Lợi nhuận chính là tiền. Nhưng mà vì hoạt động mua bán chịu xảy ra nhỉ? Thường xuyên, đúng không ạ? Nên các bạn sẽ thấy là nhỉ? Đôi khi chúng ta bán hàng nhưng chúng ta không thu được tiền mà chúng ta tăng khoản nhỉ? Khoản phải thu chẳng hạn. Đấy. Khoản thu. Đấy. Đó, hàng hóa. Như vậy nhìn ở đây chúng ta sẽ thấy là tiền thực sự chúng ta đang âm là 300. Vì ở đây chúng ta đang ghi tăng khoản phải thu, chưa thu được tiền. Nhưng mà doanh lợi nhuận của chúng ta lại là gì ạ? 200. Như vậy rõ ràng là nó có sự lệch nhau. Lệch nhau ở đây là do phát sinh những khoản nhỉ? Phải thu hoặc là những khoản phải trả, đúng không ạ? Đấy. Như vậy các bạn sẽ thấy là nếu cơ sở tiền mặt trùng với cơ sở sổ tích thì thì lợi nhuận trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh chính là tiền trên báo cáo lưu chuyển tệ, và hai cái thằng này nó sẽ khớp nhau. Và do đó nên người ta nói là báo cáo lưu chuyển tệ và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh đều phản ánh hiệu quả hoạt động, đúng không ạ? Nhưng mà các bạn sẽ thấy hoạt động mua bán chịu diễn ra rất là thường xuyên, chính đây vì cơ sở sổ tích sẽ khác với cơ sở tiền mặt. Và các thời điểm phát sinh tiền khác với thời điểm phát sinh doanh thu và chi phí, do đó dẫn đến nó lệch nhau, tuy nhiên thì chúng ta cũng sẽ thấy là thực ra cái phần lệch nhau này nó chính là nó tạo ra những khoản phải thu hoặc khoản phải trả, nó tạo ra những khoản tài sản, những khoản nợ, đúng không ạ? Đấy là nhau ở các khoản tài sản và nợ này. Và ở trên sau này, buổi hôm sau chúng ta sẽ tìm hiểu về cách thức lập báo cáo lưu chuyển tệ theo phương pháp gián tiếp, thì các bạn sẽ thấy rõ hơn về cái mối quan hệ giữa hai cái báo cáo này. Và thực ra các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ phải, khi mà chúng ta đưa ra một cái quyết định là có nên đầu tư vào doanh nghiệp hay có nên cho doanh nghiệp này vay hay không, đúng không ạ? Thì chúng ta cần phải kết hợp cả ba báo cáo để có cái nhìn tổng quát hơn về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Đôi khi có một số bạn thì các bạn này hoặc một số nhà đầu tư thì người ta không hay dùng báo cáo lưu chuyển tệ, và người ta cứ nhìn trên báo cáo các hoạt động doanh, người ta thấy doanh nghiệp có lãi, có lợi nhuận, là người ta nói rằng doanh nghiệp làm ăn tốt, thì điều đấy là quan điểm cá nhân và đôi khi nó không đúng, đúng không ạ? Thì các bạn sẽ thấy là có nhiều doanh nghiệp, thực tế các bạn sẽ thấy diễn ra có rất nhiều doanh nghiệp báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh luôn luôn còn lãi, nhưng mà lại không có tiền, dẫn đến bị phá sản, dẫn đến bị phá sản. Đấy. Hay các bạn sẽ thấy là đặc biệt các bạn đọc các báo cáo tài chính của các ngân hàng ấy, các bạn sẽ thấy là thường các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của nó không bao giờ là lỗ, nó toàn là lãi. Nhưng tại sao có những ngân hàng bị phá sản và bị bán với giá không đồng? Nó không đồng. Đấy. Chúng tôi nói cái lợi nhuận này không phải là tiền, lợi nhuận là có người ta hay nói cái thuật ngữ là lãi giả, lỗ thật. Đấy, lỗ thật. Vì đơn giản các bạn hình dung là ví dụ như chúng ta bán hàng, chúng ta bán chịu cho khách hàng, chúng ta thu tăng khoản phải thu của khách hàng là 500 triệu, đúng không ạ? Thế thì rõ ràng cái hoạt động này chúng ta không phản ánh luồng tiền vào từ hoạt động kinh doanh, nó chưa có tiền vì chúng ta bán thu lỗ, tôi nói bán chịu mà. Nhưng trên báo cáo kết quả đúng doanh thì chúng ta lại phản ánh, chúng ta phản ánh khoản doanh thu là 500 và dẫn đến có lợi nhuận, đúng không ạ? Lợi nhuận. Nhưng rõ ràng trên báo cáo lưu chuyển tệ thì chưa có tiền, chúng ta chưa phản ánh tiền.
Thế rõ ràng, và nếu mà tình trạng khách hàng bị phá sản không thanh toán được cho chúng ta thì rõ ràng là cái khoản lãi mà chúng ta đang ghi nhận trên báo cáo kết quả đầu kinh doanh ấy có phải là lãi giã không ạ? Vì lãi đấy có tiền đúng không ạ? Không. Đúng không? Không. Mà đấy thì các bạn sẽ thấy chúng ta có dùng lợi nhuận để trả lương, trả thưởng cho cán bộ công nhân viên đúng không ạ? Chúng ta có dùng lợi nhuận để trả lãi vay được không ạ? Không, mà chúng ta cần phải có tiền, đúng không ạ? Cần phải có tiền. Chính vậy ạ, khi mà chúng ta đọc phân tích một cái báo cáo tài chính của một doanh nghiệp ấy, chúng ta cần phải xem là doanh nghiệp có lợi nhuận, nhưng cái lợi nhuận này nó phải có gì ạ? Có phải là lợi nhuận nhỉ? Có khả năng tạo ra tiền hay không? Lợi nhuận đấy có tiền hay không? Đúng không ạ? Hay là lợi nhuận đấy là lợi nhuận ảo? Đúng ạ. Thì như vậy muốn nữa thêm chúng ta phải kết hợp thêm cả báo cáo chuyển tệ nữa, đúng không? Chúng ta phải xem là dùng tiền từ hoạt động kinh doanh có dương hay không, đúng không? Dương hay không? Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tệ. Thì chúng ta có 4 bước để lập báo cáo lưu chuyển tệ. Bước đầu tiên là chúng ta phải xác định dòng tiền. Và khi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh dẫn ra, các nghiệp vụ bằng tiền phát sinh ấy, diễn ra ấy, thì đầu tiên chúng ta phải biết là cái nghiệp vụ này phản ánh ở dòng tiền nào, ở luồng tiền nào, đúng không ạ? Ví dụ như là chúng ta đã thu được tiền bán hàng, thì rõ ràng chúng ta phải phân loại là cái hoạt động này, cái dòng tiền chúng ta thu được này là phản ánh được hoạt động kinh doanh, đúng không ạ? Vậy bước đầu tiên là chúng ta sẽ phải đặt các dòng tiền vào đúng vị trí của nó, đúng không ạ? Đúng vị trí nó. Sau khi đặt được đúng vị trí rồi thì cái bước sau nó chỉ đơn giản là việc tính toán đơn thuần thôi. Có là chúng ta sẽ lấy dòng tiền vào trừ đi dòng tiền ra để tính ra dòng tiền thuần, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ tính được dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính. Sau chúng ta sẽ cộng 3 cái dòng tiền thuần này thì chúng ta sẽ ra được cái chỉ tiêu là các khoản thay đổi tiền trong kỳ, đúng không ạ? Chúng ta ra được chỉ tiêu thay đổi tiền dòng trong kỳ, đúng không? Và chúng ta cộng sự thay đổi tiền dòng trong kỳ cộng với tiền đầu kỳ thì chúng ta ra được tiền cuối kỳ, nhá. Thì đấy là 4 bước mà chúng ta sẽ lập báo cáo lưu chuyển tệ. Và riêng cái hoạt động kinh doanh thì chúng ta lưu ý chúng ta có 2 phương pháp lập, là phương pháp trực tiếp hoặc là phương pháp gián tiếp, nhá. Thế buổi hôm nay thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về phương pháp lập trực tiếp. Trực tiếp. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về phương pháp lập trực tiếp. Đây các bạn xem nhỉ? Báo cáo lưu chuyển tệ đầu tiên luồng tiền từ hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh. Đấy. Về báo cáo lưu chuyển tệ trực tiếp gồm có 3 luồng tiền đúng không ạ? Luồng tiền từ hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính. Thì đầu tiên chúng ta phải xem các chỉ tiêu trong lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh. Đây là hoạt động chính của doanh nghiệp và các hoạt động khác đúng không ạ? Không phải là hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính. Thế đầu tiên, chỉ tiêu đầu tiên này, tiền thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ, đúng không ạ? Đấy, tiền thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ. Chỉ tiêu số 2 là tiền chi trả nhà cung cấp. Chỉ tiêu số 3 là tiền chi trả người lao động. Chỉ tiêu số 4 là tiền chi trả lãi vay. Và chỉ tiêu số 5 là tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Chỉ tiêu số 6 là tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh. Và chỉ tiêu số 7 là tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh. Đấy. Như vậy ở hoạt động kinh doanh chúng ta có 2 nguồn thu, đấy là thu từ bán hàng và thu khác. Đấy, thu khác. Có 5 nguồn chi: chi trả nhà cung cấp, chi trả người lao động, chi lãi vay, chi nộp thuế và chi khác. Đấy, chi khác. Thế bây giờ chúng ta sẽ đi từng chỉ tiêu một để tìm hiểu nhé. Đầu tiên, tiền thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ. Theo các bạn, chỉ tiêu này chúng ta sẽ được tính toán như thế nào? Nó sẽ bao gồm những khoản gì ạ? Đây, tiền thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ này, nó chính là tổng số tiền đã thu trong kỳ do bán hàng và cung cấp dịch vụ và bao gồm cả bán chứng khoán kinh doanh. Các bạn nhớ nhé. Như vậy tiền bán chứng khoán kinh doanh chúng ta sẽ được phản ánh ở chỉ tiêu số 1, tiền thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ. Được không ạ? Đấy. Như vậy nó bao gồm là tiền bán hàng hóa này, tiền cung cấp dịch vụ và tiền bán chứng khoán kinh doanh, đúng không ạ? Vậy vì số liệu, sổ sách thì chúng ta sẽ lấy như thế nào? Thì rõ ràng đây là tiền vào thì chắc chắn cô gộp chung cái tài khoản gọi là tiền nhé. Thì nó bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và tiền đang chuyển.
vào chung là tài khoản tiền. Thì các bạn sẽ thấy đây là tài khoản tiền, thì nó có bên nợ và bên có. Vậy thì đối với tiền thu thì chúng ta sẽ nhìn ở bên nợ hay bên có? Bên nợ hay bên có? Chắc chắn là chúng ta phải nhìn ở các khoản mục là bên nợ rồi, đúng không ạ? Bên có là chi mà, đúng không ạ? Thế thì bây giờ ví dụ chúng ta thấy ở đây có 200 tiền vào. Đấy, tiền vào đây chúng ta muốn biết là nó là đến từ hoạt động nào, chúng ta phải nhìn ở trên cái tài khoản đối ứng của nó. Nếu tài khoản đối ứng của nó là 511 thì rõ ràng đây là tiền thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ, đúng không ạ? Nhưng mà nếu tài khoản đối ứng của nó là 711 thì như thế nào ạ các bạn? Nếu tài khoản đối ứng của nó là 711, ví dụ nợ 111 có 711 thì theo bạn chúng ta có phản ánh nó là tiền thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ không ạ? Không, đúng không? Không, thì 711 chúng ta nói là thu nhập khác, nó không phải là hoạt động chính, đúng không? Không phải là từ hoạt động bán hàng hay cung cấp dịch vụ hay là gì ạ? Từ bán chứng khoán kinh doanh, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta phải xem là 711 này là đến từ đâu. Nếu mà thu từ thanh lý tài sản cố định thì chúng ta lại phải phản ánh cái hoạt động gì? Đầu tư. Đúng rồi. Nhưng mà nếu mà thu từ tiền phạt vi phạm hợp đồng, đúng không? Có một khách hàng ấy người ta vi phạm hợp đồng và người ta phải nộp phạt cho chúng ta, chúng ta thu được tiền thì nó lại xếp vào tiền thu từ hoạt động gì? Tiền hoạt động gì? Hoạt động kinh doanh, đúng không? Nhưng nó ở khoản mục là thu khác, đúng không? Thu khác. Đấy. Vì nó thu tiền bồi thường ấy, nó có phải là hoạt động đầu tư không? Không, đúng không? Nó không phải là hoạt động tài chính không? Cũng không. Như vậy chúng ta dùng phương pháp loại trừ, nếu không phải hoạt động đầu tư, không phải hoạt động tài chính thì nó xếp vào hoạt động kinh doanh, đúng không ạ? Nếu bạn sẽ thấy hoạt động kinh doanh là gồm có hoạt động chính và hoạt động này khác mà, đúng không ạ? Đấy. Và tương tự như vậy, nếu mà chúng ta nhìn thấy có tiền và đối ứng với nó là tài khoản 515 thì chúng ta cũng phải chú ý nhé. 515 nếu mà cái này nó liên quan đến lãi từ bán chứng khoán kinh doanh thì chúng ta sẽ được phản ánh ở chỉ tiêu số 1 này. Nhưng nếu mà nó đến từ cổ tức ấy, thì chúng ta có được phản ánh ở chỉ tiêu số 1 không ạ? Ví dụ như chúng ta có nợ 111 có 515 là 50. Ví dụ nhé, chúng ta có nợ 111. Đấy, chúng ta có này. Đây là tài khoản 111 nhé. Ví dụ chúng ta có 50 này. Và đối ứng ở đây là 515. 515, 50. Đấy. Và người ta có giải thích là chúng ta có xem tài khoản chi tiết ấy, thì chúng ta thấy là trong 50 này thì có 20 là lãi bán chứng khoán kinh doanh và 30 là cổ tức được chia. À, cổ tức được chia. Vậy theo bạn thì chúng ta sẽ phản ánh cái tiền vào 50 này như thế nào ạ? Tiền vào 50 này như thế nào? Theo bạn. Chúng ta sẽ phản ánh tiền vào 50 này như thế nào? Bạn nào có thể trả lời cho cô ạ? 20 là của hoạt động kinh doanh. Đúng rồi, 20 là hoạt động kinh doanh và cụ thể chúng ta sẽ phản ánh ở dạng chỉ tiêu số 1 ở hoạt động kinh doanh, đúng không ạ? Còn 30 ạ? Hoạt động tài chính ạ. 30 là tiền thu được cổ tức, có cổ tức được chia ấy, trong kỳ tôi được chia cổ tức là 30. Vậy tôi sẽ phản ánh vào luồng tiền hoạt động nào? Đầu tư ạ. Đầu tư ạ. Đúng rồi, chính xác. Ở đây các bạn nhớ là tôi được thu tiền nhá. Nếu tôi nhận được cổ tức chứ không phải tôi trả cổ tức. Nếu tôi trả cổ tức thì mới là hoạt động tài chính. Còn đây là tôi đang được nhận cổ tức mà, đúng không? Còn tôi có, ví dụ tôi có một khoản đầu tư vào công ty A, đúng không? Ví dụ góp vốn vào công ty A chẳng hạn, với hình thức là gì ạ? Đầu tư vào công ty con chẳng hạn, và cuối năm công ty con trả cổ tức chẳng hạn, đúng không? Hay là ví dụ tôi mua chẳng hạn, mua cuối năm trả cổ tức chẳng hạn thì tôi sẽ được nhận. Phản ánh nó vào hoạt động đầu tư. Đấy. Thì đấy là cái chỉ tiêu đầu tiên. Chỉ tiêu số 2 là tiền chi trả nhà cung cấp. Tiền chi trả nhà cung cấp nó phản ánh cái số tiền mà chúng ta đã chi ra để trả về hàng hóa, dịch vụ hay là chi mua chứng khoán kinh doanh trong kỳ, đúng không ạ? Trong kỳ. Có tiền trong kỳ mà chúng ta đã chi ra. Chi ra mua hàng hóa, cái hàng hóa chúng ta mua có thể chúng ta mua ở kỳ trước hoặc kỳ này nhá, thì đều được tính chứ không phải tính. Ví dụ kỳ trước tôi mua hàng hóa, tôi mua 500 triệu tiền nguyên vật liệu nhưng tôi chưa trả và kỳ này tôi chi ra 500 triệu để trả thì chúng ta có được phản ánh ở tiền chi trả nhà cung cấp không? Có phản ánh không các bạn? Ví dụ như kỳ trước nha. Kỳ trước cô mua đây. Ví dụ kỳ trước. Kỳ trước. Doanh nghiệp có mua ạ. Mua 500 triệu tiền nguyên vật liệu, đúng không ạ? Thì rõ ràng kỳ trước doanh nghiệp sẽ ghi nợ cho tài khoản gì ạ? 452 và ghi có cho tài khoản gì ạ?
331 đúng không ạ? 500 triệu. Thế là kỳ này doanh nghiệp chi ra 500 triệu để trả tiền cho kỳ trước. Thì theo các bạn cái 500 triệu này ấy, cái ở nghiệp vụ kỳ này ấy, tiền chi ra có được phản ánh ở tiền chi trả nhà cung cấp hàng hóa dịch vụ không? Có. Đúng rồi, chính xác. Có đúng không ạ? Nhưng không nhất thiết là chúng ta phải mua ở kỳ này, nợ kỳ này trả kỳ này, mà có thể nợ từ kỳ trước chúng ta bây giờ mới trả. Và tóm lại là tiền mà chúng ta chi ra với mục đích là để trả cho hàng hóa và dịch vụ đấy, hay là chi mua chứng khoán đấy, thì nó sẽ phản ánh ở chỉ tiêu này, tiền chi trả nhà cung cấp. Đó. Chính vậy thì cái chỉ tiêu này thông thường người ta sẽ nhìn ở trên chữ T của tài khoản nhà tiền, chữ Q của tài khoản tiền, và người ta sẽ nhìn như thế nào? Nó sẽ tương ứng với tài khoản, nó nhìn bên có đúng không ạ? Bên có, và nó sẽ tương ứng với tài khoản đối ứng là bên nợ của những tài khoản nào. Như vậy các bạn có thể liệt kê vậy, có những trường hợp nào chúng ta sẽ ví dụ chúng ta nhìn vào chữ T của tài khoản tiền đấy, đúng không? Nhìn vào chữ K của tài khoản tiền này, đúng không? Vì chắc chắn là nhìn bên có rồi, thì chi là ví dụ ở đây có 200 này, có 300 này, có 500 này, và trong đấy có tài khoản đối ứng, ví dụ ở đây là thằng 331 này, ở đây là thằng 152 này, còn đây là thằng 211 này. Vậy theo bạn thì nhìn vào đây, đây là tài khoản đối ứng không ạ? Nhìn vào đây có nghĩa là gì ạ? Chúng ta sẽ ghi nợ cho 31 có 111, 12 đi nợ 152 có tiền, ghi nợ 211 có tiền đúng không ạ? Đấy, đây là tài khoản đối ứng. Đấy. Thế thì theo các bạn thì chúng ta sẽ nhặt, vậy để tính ra tiền chi thế này thì chúng ta sẽ nhặt thằng nào ạ? Thằng này có nhặt không? Nếu tài khoản đối ứng của nó là 211 thì có nhặt không? Không ạ. Đúng rồi, vì nó đã chi liên quan đến mua tài sản cố định thì không nhặt. Đây, một đối ứng là 152 có nhặt không? Có nhặt không? Nợ 152 có 111 thì cái tiền chi này có nhặt không? Có phản ánh là tiền chi trả nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ không? Không. Hả? Có nhặt không cả lớp? Có. Có chứ, đúng không? Sao lại không? Rõ ràng đây mục đích là tiền chi ra để mua nguyên vật liệu mà. Chúng ta thấy chúng ta ghi tăng nguyên vật liệu và ghi gì nhỉ? Ghi giảm tiền đấy thôi. Như vậy có nhặt không ạ? Có. Thế ở trên ạ, ở trên có nhặt không? Nếu trên mà mình thấy ghi nợ cho 331 là có cho tiền đấy, có nhặt không? Có. Có. Cho phát sinh kỳ trước. Chắc chưa, chắc chưa. Nếu mà việc mới nhìn đến đây ấy, đã nhặt luôn chưa? Cho bạn đã nhặt luôn chưa? Nhìn vào đây đã nhặt luôn chưa? Chưa ạ. Chưa, vậy còn phải xem xét cái gì nữa? Chưa, phải xem là 331 là trả cho ai? Có phải là trả cho nhà cung cấp hàng hóa hay dịch vụ không hay là... Đúng rồi, chính xác. Chúng ta phải xem là gì ạ? Chúng ta trả cho ai? Trả cho nhà cung cấp hàng hóa hay là gì ạ? Ví dụ như các bạn thấy nhá, có những trường hợp như chúng ta mua tài sản cố định kỳ trước chúng ta nợ, đúng không? Có trường hợp đấy không? Mua tài sản cố định mà đang nợ ấy, có. Và cái khoản nợ về tiền mua tài sản cố định chúng ta phản ánh trên tài khoản nào? Có phản ánh trên 331 luôn không? Có phản ánh luôn trên 331 không? Chào các bạn, có hay không? Có. Có đúng không? Đấy, ví dụ như chẳng hạn nhìn vào đây nhá, thì chúng ta thấy là gì ạ? Trong đấy là có gì ạ? Có 150 là liên quan đến mua nguyên vật liệu kỳ trước hay mua hàng hóa kỳ trước, còn 50 là liên quan đến trả nợ vì mua tài sản cố định. Thế thì với tiền chi trả nhà cung cấp này thì chúng ta phải nhặt thằng bằng nào? 200 hay 150 hay 50? Đây là trả nợ mua tài sản cố định ở kỳ trước nha. Ở kỳ trước. Còn đây là 150 là trả nợ mua nguyên vật liệu hay là mua hàng hóa đấy. Thế thì theo bạn thì cái tiền chi trả nhà cung cấp ở cái nghiệp vụ này sẽ là bao nhiêu? 150. Chính xác, 150. Chúng ta phải loại cái 50 ra kia, à, đúng không? Nên các bạn lưu ý nha, không phải cứ đối ứng với 331 là nhặt tất đâu ạ, mà phải xem là trong 331 này có phải đến từ hoạt động kinh doanh hay không. Nếu bạn đến tất từ hoạt động kinh doanh thì nhặt tất, nhưng nếu mà có một phần từ hoạt động nhỉ, đầu tư thì chúng ta phải loại nó ra. Loại nó ra, được chưa? Tương tự như vậy đối với chỉ tiêu số 4 là tiền chi trả
đây mới chỉ tiêu số rồi chỉ tiêu số 3 là tiền chi trả người lao động. Thì thông thường tài khoản đối ứng là tài khoản nào à, các bạn? 334. Đúng rồi, 334 đúng không? Hay là gì ạ? 338. Thì khoản ví dụ liên quan đến các khoản chính thức lương. Chỉ tiêu số 4 là tiền chi trả lãi vay. Tiền chi trả lãi vay thì thông thường đối ứng là tài khoản nào? Tiền chi trả lãi vay 242 á. Lãi vay 635. Đúng rồi, mình 35. Trả đó mà, có phải là mình được thu đâu. Các bạn ghi 515 là sai nhá. Vì sao sai ạ? Đây là mình trả thì nó phải là chi phí chứ, đúng không? Mình trả lãi vay của mình đi vay thì nó phải là chi phí chứ. Nhưng mà cô đang hỏi là đối ứng rồi. Ừ, đối ứng. Đối ứng của nó. À, đúng không? Có đúng là mình khi có cho tiền thì mình phải ghi nợ cho tài khoản gì? 635. Đúng rồi, 635. Ngoài 635 thì còn có thể có tài khoản nào nữa? Đây là nếu mà trả lãi định kỳ đúng không? Thế còn nếu mà trả lãi... Đúng rồi. 337. 337 có đây không? Tài khoản 3387 có dùng ghi nhận lãi vay không? Không ạ. Doanh thu. Đúng rồi, nhớ nhá. Các bạn đang bị nhầm đấy. Nên cái quan trọng thực ra ở phần nguyên lý ấy, khi mà nói về giả định cái quan trọng mà thực thể kinh doanh ấy. Đấy. Các bạn, khi các bạn hạch toán các bạn hay làm kế toán, các bạn phải xác định bạn đang kế toán cho ai. Các bạn phải xác định thực thể kinh doanh của bạn đấy. Đúng không? Chứ thực ra các nghiệp vụ cũng thế, khi các bạn nhà hạch toán, các bạn phải xác định là mình đang hạch toán cho thằng nào, đúng không? Có nhiều bạn là không xác định cái đấy là nhầm loạn lên. Đơn giản các nghiệp vụ nha, thực ra ở lớp khác cô thấy chỉ có thầy cô hỏi lại cái phần, thực ra cái phần này học đi học lại từ nguyên lý của kế 1 rồi đến kế 2 liên quan đến phần chiết khấu thanh toán đấy, chiết khấu thanh toán đấy, thực ra mua hàng ấy chiết khấu thanh toán. Mà nhiều bạn vẫn bị loạn là không biết là ghi vào 635 hay là 515. Vấn đề là mình phải xác định là mình là thằng nào, thằng mua hay thằng bán. Nếu mà mình là thằng mua mà thì mình được hưởng chiết khấu thanh toán hay mình phải chi, mình phải trả chiết khấu thanh toán. Nếu mà thằng mua hưởng đúng không? Mua thì được hưởng mà. Hưởng thì chắc chắn là mình sẽ ghi vào doanh thu hay chi phí. Doanh thu. Ừ. Còn là tương đối với thằng bán là thằng bán cho chiết khấu cho thằng mua hưởng chiết khấu, còn thằng bán phải chi ra thì thằng bán phải ghi nhận vào đâu? Chi phí. Đúng rồi, đấy, vấn đề là như thế. Để tương tự với tiền chi trả lãi vay, chi trả thì chắc chắn nó phải là gì ạ? Chi phí đúng không? Chi phí. Vậy nếu mà trả ngay thì là ghi vào 635, nhưng mà nếu mà gì ạ? Trả lãi sau đúng không? Trả lãi sau, ví dụ ký trước ghi nhận nợ 635 có 335, cái này mới trả thì mình sẽ ghi nợ 335 bằng cái có cho tiền. Ngoài ra có trường hợp trả lãi trước không? Có là có đúng không? Có lãi trước, và trả lãi trước là mình chưa chi tiền nhưng mà lãi vay đã phát sinh ấy, thì mình sẽ ghi nợ 6 nợ cho 242. Cô xin lỗi, có là tiền chúng ta chi ra để trả lãi vay nhiều kỳ chẳng hạn ấy, thì chúng ta hạch toán lên thế nào? Nợ 242 có 111. Đúng rồi. Như vậy ở đây tài khoản đối ứng cũng có thể là 2 4 2. 2 đúng không? Đấy, cũng có thể là 242. Như vậy thì đối với tiền chi trả lãi vay thì chúng ta nhìn được bên có tiền đúng không ạ? Và đối ứng với tài khoản có thể là 635, có thể là 335 và có thể là 242. Thấy chưa? 242. Đấy. Đây là chỉ tiêu số 4, chỉ tiêu số 5 này. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Đấy. Thì nó nhìn vào bên có tài khoản tiền và bên nợ có tài khoản gì? Tài khoản gì? Thường thuế thu nhập doanh nghiệp thì chúng ta sẽ ghi nợ cho tài khoản gì? Chắc chắn là mình thông thường người ta sẽ không bao giờ người ta trả ngay luôn ạ. Mà ta, khi mà thuế phát sinh ấy thì mình sẽ ghi nợ cho gì ạ? Chi phí và ghi có cho gì? 334 đúng không ạ? 3334. Đấy. Sau rồi ạ, mình sẽ tiến vào thanh toán. Thanh toán thì mình sẽ ghi nợ cho gì ạ? 3334 và ghi có cho gì ạ? Tiền đúng không ạ? Như vậy đối ứng của nó là tài khoản gì? 3334 ạ. Đúng rồi. Cho 3334 có số tiền. Đây là chỉ tiêu tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đúng không ạ?
nhớ là ví dụ như trong kỳ này cô giả sử như là trong kỳ này cô chi ra 300 triệu để nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, trong đó có 200 triệu là nộp thuế kỳ này và 100 triệu là nộp thuế ở kỳ trước, thì theo bạn cái chỉ tiêu tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cô sẽ phản ánh là bao nhiêu? Cô sẽ phản ánh là 100. Nha, bây giờ cô chi ra 300 nha, các bạn nghe nha. Bây giờ cô chi ra 300 triệu. Chi ra 300 triệu. Trong đó có 200 triệu là nộp thuế kỳ này và 100 triệu là nộp thuế, đấy là thuế kỳ này. Thuế kỳ này. Và đây là thuế kỳ trước. Thuế kỳ trước. Vậy ra các bạn thì tiền chi chứ gì ạ? Nộp thuế ở đây cô sẽ phản ánh là bao nhiêu? Là bao nhiêu? Phản ánh là bao nhiêu? Các bạn phản ánh là bao nhiêu? Theo em là 300 của. Đúng rồi, 300, đúng không? Chính xác. Ở đây chúng ta nhớ là cứ các bạn nhớ là cứ tiền mà chi ra liên quan đến nộp thuế là chúng ta được phản ánh vào chỉ tiêu này, chứ không quan trọng là chúng ta nộp cho kỳ này hay kỳ sau hay kỳ trước, tóm lại là cứ liên quan đến nộp thuế thì mình sẽ phản ánh vào chỉ tiêu này nhé. Giống như cái tiền chi trả nhà cung cấp hàng hóa dịch vụ ấy, không nhất thiết là cứ phải trả kỳ này mới được phản ánh, mà miễn là nội dung chi là nó liên quan đến cái đấy thì mình sẽ phản ánh, được chưa? Các bạn nhớ chưa? Đấy, như vậy ở đây mình sẽ phản ánh là 300 luôn, đúng không ạ? Chúng ta tiếp tục nha.
Tiếp theo là tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh. Vậy thì chỉ tiêu số 6 này, tiền thu khác từ kinh doanh này sẽ tính toán như thế nào? Nó là cái gì? Đúng không ạ? Nó là tổng tiền thu từ hoạt động kinh doanh. Đó là tổng khoản thu từ khoản khác từ hoạt động kinh doanh. Tóm lại nó không phải là khoản, nó là tiền thu từ hoạt động kinh doanh, nhưng nó không phải là tiền thu từ bán hàng này, không phải là tiền thu từ bán từ cung cấp dịch vụ này, không phải là tiền thu từ gì ạ? Bán chứng khoán này, thì chúng ta sẽ xếp vào chỉ tiêu này. Ví dụ như lúc trước cô có lấy một cái ví dụ là gì ạ? Tiền thu từ bồi thường ấy, bồi thường vi phạm hợp đồng ấy, và khách hàng nó gì ạ? Nó vi phạm và nộp phạt cho chúng ta. Như vậy khi chúng ta nhận được tiền là khách hàng nộp phạt từ vi phạm hợp đồng thì chúng ta sẽ phản ánh vào tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh. Đúng không? Này. Bao gồm những khoản bồi thường được phạt, tiền thưởng, các khoản thu khác, đúng không? Hay là được hoàn thuế, hay là nhận ký quỹ, ký cược này. Đấy. Hoàn thuế này, hay là nhận ký quỹ, ký cược này. Đấy. Các nguồn kinh phí sự nghiệp, dự án này. Đấy. Thì người ta sẽ xếp đó vào tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh. Và có một cái nghiệp vụ này nữa này. Mà chúng ta hay phản ánh nó ở chỉ tiêu này này. Các bạn chú ý lên này. Nghiệp vụ thanh lý tài sản cố định ạ. Thanh lý tài sản cố định. Các bạn ví dụ nhá. Đây, chúng ta có một cái bút toán liệu thanh lý tài sản cố định thu được tiền đi. Là 198, trong đó và chúng ta bán được với giá là 180. Nhưng mà thuế sẽ là 18 đúng không ạ? Đây, chúng ta có một bút toán ghi ở cái một chúng ta học ấy, bút toán ghi tăng thu nhập từ việc bán tài sản cố định ấy, là ghi nợ mối một. Ví dụ bán thu được tiền đi, anh lấy tài sản ổn định với giá này. Với giá là 180 VT 10% đã thu được tiền. Đấy. Và VT tính theo pháp đã khấu trừ. VT tính theo phương pháp khấu trừ. Đấy. Thì bút toán sẽ ghi nợ mùa 1, ghi có 71 và ghi có 33. Đấy. Thế theo bạn thì số tiền chúng ta thu được là 198 này sẽ được phản ánh như thế nào trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ? Phản ánh như thế nào trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ? Đó là tiền vào từ hoạt động này. Chào các bạn. Chào các bạn thì cái hoạt động này nó sẽ phản ánh như thế nào trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ? Phản ánh ở hai hoạt động. Là hoạt động gì ạ? 180 từ thu nhập khác, từ việc thanh lý đấy thì cho vào hoạt động đầu tư ạ. Chính xác. Còn 18. Cái thuế đấy thì là cho vào hoạt động kinh doanh ạ. À, hoạt động cụ thể là thu khác ạ. Đúng rồi, nó là hoạt động kinh doanh và cụ thể thì nó sẽ phải chỉ tiêu số 6 là thu khác từ hoạt động kinh doanh. Đấy ạ. Vậy các bạn sẽ thấy nghiệp vụ bán tài sản cố định này, chúng ta thu được 198 nhưng không phải là liên quan hết đến hoạt động đầu tư, mà chỉ có 180 là liên quan đến hoạt động đầu tư thôi, và 18 lại thu về thuế, và nói đến thuế thì nó phải hoạt động kinh doanh, đúng không ạ? Và rõ ràng nó có được xếp ở hoạt động tiền thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ không? Thì nó không, đúng không ạ? Như vậy mình sẽ xếp nó ở tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh. Nhưng mà nếu mà ví dụ cho bán hàng hóa nhá, nếu mà bán hàng hóa này chúng ta phản ánh như thế này, nợ tài khoản 111 ví dụ là 110 đi, có cho 511 là 100 và nghĩ có cho tài khoản 333 là 10. Thế thì trong cái nghiệp vụ này thì rõ ràng là chúng ta thu được 110, nhưng 110 này để được phản ánh ở chỉ tiêu nào? Kinh doanh. Chỉ tiêu số 1 ở hoạt động kinh doanh nhé, các bạn nhớ nhé. Vậy người ta phản ánh tất là 110 là tiền thu từ bán hàng cung cấp dịch vụ, và người ta không tay ở đây là các bạn lưu ý nhé chưa? Được chưa? Đấy, các bạn lưu ý cho cô. Chỉ tiêu cuối cùng đấy là tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh, và ngược với thu khác thì chúng ta khoản chi, ví dụ chúng ta thu được tiền bồi thường thì cũng có lúc mà chúng ta vi phạm hợp đồng mà chúng ta phải chi tiền ra để bồi thường, đúng không ạ? Như vậy thì tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh nó sẽ bao gồm tiền chi để bồi thường và chi mà nộp phạt, đúng không ạ? Ví dụ chúng ta nộp thuế chậm đấy, chúng ta bị phạt đấy, đúng không ạ? Thì những khoản tiền chúng ta chi ra để nộp phạt đấy thì nó sẽ được xếp vào tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh. Hay là các loại lệ
phí phí tiền thuê đất, cái cược, cái quỹ, đúng không? Nhận cái cược, cái quỹ thì chúng ta thu vào phản ánh là tiền thu khác, nhưng mà nếu mà chúng ta chi tiền ra để ký quỹ cược thì chúng ta lại phản ánh là tiền tiền chi khác, tiền chi khác, đúng không? Và ngược lại chúng ta cũng có một cái tình huống là nhận, ví dụ chúng ta mua tài sản cố định, ví dụ chúng ta mua tài sản cố định, mua tài sản cố định, đúng không? Ví dụ thuế giá là gì ạ? 500, thuế là gì ạ? Là 50, và số tiền chúng ta sẽ phải chi ra để trả là 550. Vậy thì cái tiền mà chúng ta chi ra ấy, 550 này, nó sẽ phản ánh như thế nào trên báo cáo lưu chuyển tiền? Theo các bạn, nó sẽ phản ánh như thế nào trên báo cáo lưu chuyển tiền? Chúng ta có phản ánh tất 550 là tiền nhỉ, chi ra để mua tài sản cố định ở hoạt động đầu tư không ạ? Thì cũng là không, đúng không ạ? Nó giống như trường hợp thanh lý ấy. Thì chúng ta cũng đã phản ánh ạ. Phản ánh trên nhỉ, trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ ở hoạt động đầu tư là âm 500. Còn âm 50 sẽ được phản ánh ở hoạt động kinh doanh, cụ thể là ở chỉ tiêu số nhỉ? Số 7. Được nhá. Ở mục số 7 ạ. Yeah. Vậy đấy, thì đấy là có hai lưu ý các bạn chú ý cho cô. Mình chú ý cho cô trong phần này. Tiếp theo liên quan đến lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư. Thì nó cũng có 7 chỉ tiêu. Chỉ tiêu thứ nhất là tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác. Đấy, và chi để hình thành nên các tài sản dài hạn. Và ngược lại chúng ta có chỉ tiêu số 2 là nhà, thu từ nhà, việc nhà, bán các tài sản dài hạn này. Đúng không? Chỉ tiêu số 3 và số 4 thì nó lại liên quan đến tiền chi và thu từ hoạt động đầu tư tài chính. Tài chính. Bạn sẽ thấy nghiệp vụ số 3 để chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác. Chỉ tiêu số 4, tiền thu hồi các khoản cho vay, bán các công cụ nợ. Chỉ tiêu số 5, tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác. Chỉ tiêu số 6, tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác. Và tiền chỉ tiêu số 7 là thu lãi cho vay. Đó. Như vậy 1, 2 là liên quan đến các tài sản dài hạn bên trong doanh nghiệp. Và 1 thì là liên quan đến hình thành mua sắm. 2 là thu từ thanh lý. 3 là tiền chi cho vay, đúng không? Mua các công cụ nợ. 4 là thu hồi khoản cho vay và bán các công cụ nợ. Đấy. Có là cái 3, 4 này người ta sẽ tách ra là công cụ nợ này. Đấy. 5, 6 là công cụ vốn này. Công cụ vốn. Đấy. Cũng là tiền chi trước rồi. Dạ. Chi trước. À? Vì dạ, chúng ta thấy là dạ, chúng ta chi mua thì chúng ta mới có, mà chúng ta dạ, thu hồi nên thông thường cái khoản chi này ta sẽ sắp xếp trước cái khoản thu. Đúng không? Đấy. Cái nhiệm vụ số 7 là thu lãi và cổ tức hay lợi nhuận được chia. Như vậy đấy là các chỉ tiêu liên quan đến hoạt động đầu tư. Thì tương tự như vậy các bạn về nhà đọc cho